Trân trọng kính mời quý vị nghe tiếp Nhật ký An Lộc Tác giả Bác sĩ Nguyễn Văn Quý Tập 6 Chương 24 Tiểu đề Cô bé mang tên An Bình Mấy ngày sau, thuốc chống ngừa dịch tả đã tới. Chúng tôi đã tổ chức chích thuốc cho đồng bào ở chùa. Đúng như tôi dự đoán, mọi người đã hưởng ứng đợt chích thuốc này rất nồng nhiệt. Trong vòng 3 ngày, chúng tôi đã chích hết tất cả số thuốc đã xin. Chúng tôi đã huy động được tới 8 y tá làm việc suốt ngày, toàn là những người tình nguyện. Đa số những y tá dân sự đều tản cư khỏi An Lộc từ lâu rồi. Tôi nghe nói hình như họ đều về tỉnh Bình Dương và tiếp tục làm việc tại những trạm tiếp cư đã được Bộ Y tế phối hợp với hội thập tự để tiếp đón các đồng bào thị nạn của tỉnh Bình Long. Sau khi hoàn tất, anh Phúc báo cáo lên ông tỉnh trưởng biết, ông rất hài lòng. Tính ra chúng tôi đã chích ngừa được hơn 4.000 người trong một thời gian kỷ lục. Như vậy, hiểm họa dịch tả thực sự đã không còn đe dọa dân chúng khu đó nữa. Nhưng để chắc ăn, hai tuần lễ sau, anh Phúc lại xin thêm thuốc để chích đợt 2 cho những người đã chích đợt nhất và những người chưa chích vì dịch tả phải chích hai mũi mới công hiệu. Pháo kích bây giờ cũng chỉ lai rai, không còn hung hãn như trước nữa. Địch quân thường chỉ nhắm vào bài đáp trực thăng. Chúng tôi vì vậy cũng được ăn nhàn một chút. Một buổi sáng, vào khoảng 11 giờ, tôi với anh Phúc đang ngồi trong phòng anh phúc đang hát nho nhỏ bài thu ca của phạm mạnh cương tôi thì mải mê viết nhật ký cho quên thì giờ anh phúc chợt hỏi anh viết gì nhiều vậy tôi muốn ghi lại những điều trông thấy và những cảm nghĩ của tôi trong biến cố này anh muốn coi không không đợi anh trả lời tôi nghĩ rằng anh cũng tò mò muốn biết tôi viết cái gì có khi viết về anh chăng nên tôi đưa một sấp đã viết cho anh xem anh đọc chừng vài tờ rồi trả lại tôi anh có trí nhớ dai và chi tiết đấy nhỉ mà anh cũng chịu khó viết quá thì tại việc mới xảy ra mà anh tôi không có tài viết văn thấy gì viết nấy không thêm bớt và như văn nói chuyện vậy thôi như vậy mới trung thực chứ thế anh có tính xuất bản không chắc là không anh à mục đích của tôi ghi lại những cảm nghĩ của tôi để mẹ và các em tôi đọc hạn chế trong gia đình thôi sau này nếu tôi có con thì cũng là cái hay nếu nó biết được vào thời bố nó còn trẻ đã phải chịu những nguy hiểm gì đã trải qua những kinh nghiệm gì trong thời gian đó anh phúc vội ngắt lời tôi rồi nói anh sẽ không ngờ được đâu bây giờ anh cứ viết đi để ghi lại những cảm nghĩ trung thực của anh ngay trong trận đánh này sau này chỉ cần tiểu thuyết hóa hoặc sửa lại vài chữ cho nó có vẻ văn hoa một chút biết đâu có thể sẽ có nhiều người thích và biết đâu có khi được quay thành phim thì bác sĩ quý lại giàu to đấy nói xong anh cười lớn vì câu nói đùa của anh tôi cũng mỉm cười nhưng không tin kết cục lại tốt đẹp như thế mục đích của tôi rất khiêm nhường là viết để cho người nhà đọc thôi không dám để người ngoài đọc vì chỉ sợ văn chương chữ nghĩa của mình không ra gì thiên hạ đọc rồi chê thì ngượng lắm tôi đã đọc những tác phẩm của những đại văn hào thế giới tôi thấy ngoài thiên tài của họ khi viết họ đã viết một cách rất nghiêm túc chẳng hạn như cuốn Chiến tranh và hòa bình của Leo Tolstoy. Ông đã phải bỏ ra nhiều năm để tìm hiểu, thu nhập mọi dữ kiện và đã đích thân đến những bãi chiến trường hồi xưa để nghiên cứu địa hình, địa vật rồi mới viết chứ không phóng bút viết liều. Ít ra, nếu muốn xuất bản thì tác phẩm của tôi cũng phải được thông qua bởi một nhà văn hay những bạn bè có óc thẩm định văn chương. Anh Phúc vừa dứt tiếng cười, thì có tiếng gõ cửa mặc dù cửa mở. Tôi nhìn ra, thì thấy đại tá Nhật đang tươi cười bước vào. Theo sau lố nhố chừng năm sáu người nữa, đứng chật cả hành lang. Đại tá Nhật nói, Trung tướng Nguyễn Văn Minh, tư lệnh phó quân khu 3, tới thăm ủy lão các anh em. Rồi ông quay sang Trung tướng Minh, chỉ bác sĩ Phúc và tôi nói tiếp đây là bác sĩ Phúc, y sĩ trưởng bệnh viện tiểu khu. Còn đây là bác sĩ Quý, bác sĩ giải phẫu của bệnh viện. Chúng tôi đứng dậy giơ tay chào đúng theo cung cách nhà Minh. Trung tướng Minh hơi mỉm cười, bắt tay tôi nhưng không nói một tiếng nào. Đó là một điều lạ. Trong một tích tắc thoáng qua đầu tôi tự hỏi. Đi ủy lão chiến sĩ mà chẳng nói gì sao? Tuy nhiên, Tôi vội bỏ những ý nghĩ đó trong đầu. Tôi nói, cảm ơn trung tướng đã đến thăm. Thưa, phòng mổ bên cạnh, xin mời trung tướng qua coi. Cả đại tá Nhật lẫn ông trung tướng đều nhìn tôi một cách hơi lạ lùng. Tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn. Trước khi tôi nghe đại tá Nhật gõ cửa, tôi dường như có nghe thấy tiếng mở cửa phòng mổ rồi lại đóng lại ngay. Tôi đoán các vị quan khách đã thấy cái gì khác lạ trong phòng đó. Tôi nhớ chắc chắn là từ hôm qua tới giờ, chưa có một vụ mổ nào. Phòng mổ đã được dọn dẹp sạch sẽ để chờ những trường hợp mổ sắp tới. Tôi vội đi ra ngoài mở cửa phòng mổ ra thì, hỡi ơi, tôi chỉ muốn độn thổ xuống đất. Căn phòng mà tôi cứ yên trí là đã dọn dẹp sạch sẽ, ngăn nắp, và không có ai thì ngay trước mắt mọi người là một cái võng mắc xéo qua phòng trên cái bàn mổ giả dạ chiến. Vợ anh sáu xòm mà cái bụng chửa sắp đến ngày xanh to vượt ngực đang ngồi trên võng nhìn ra cửa tỉnh bơ. Tôi bàng hoàng cả người vừa ngượng với cấp trên vừa giận cái cô vợ anh xòm. Phòng của mình ở dưới kia Mắc mới dịu hôm nay lại mang võng lên trên phòng mộ nằm mà chẳng xin phép gì cả. Mà làm từ hồi nào? Tôi chẳng biết. Vậy có chết người không chứ? Tôi muốn chửi thề thật. Tôi muốn văng tục ngay lập tức. Tôi muốn đá đít cho cô ta văng xuống võng cho đỡ tức. Nhưng tôi chỉ có thể nhanh tay khép lại cánh cửa và nói. Xin lỗi trung tướng. Thế rồi phái đoàn lại tiếp tục di chuyển, rời khỏi căn hầm như chẳng có chuyện gì xảy ra tôi trở lại phòng mổ hỏi cô vợ anh sòm giọng rất bực bội tại sao lại mắc võng nằm ở phòng mổ dạ tại phòng em bí hơi quá nằm nóng bức chịu không được tôi chỉ biết lắc đầu thở ra đóng cửa phòng mổ rồi đi về phòng mình ngồi xuống giường mà lòng tôi vẫn còn ngượng ngùng xấu hổ vì sự kiện đã qua tình ngay lý gian phòng mổ phải là phòng sạch sẽ mà lại để một người đàn bà mắc võng giữa phòng nằm chễm trệ nếu không phải là người rất thân của bác sĩ thì ai dám làm chuyện như vậy chứ một cô gái mà lại có chừa nữa chắc tác giả phải là bác sĩ chứ còn ai vào đây nữa đây là căn cứ quân sự không có đàn bà vậy là bác sĩ đã lợi dụng quyền hạn của mình giấu đàn bà mang vào căn cứ quân sự làm chuyện bậy bạ rồi khi nhìn thấy sự kiện trên thì ai cũng phải có những ý nghĩ như vậy thôi càng ngồi suy nghĩ tôi càng bực mình dĩ nhiên mình không làm gì sai trái thì đâu có gì sợ nhưng giận vì không có cơ hội để giải thích biết bao nhiêu điều tốt tôi đã làm từ đầu cuộc chiến tới giờ bao nhiêu hy sinh bao nhiêu cực khổ bao nhiêu lời đồn đại tốt đẹp về bệnh viện tiểu khu chỉ một việc xảy ra không ngờ tới mà nó xóa đi tất cả tức ơi là tức chỉ đau trong lòng mà không thể giải bày được tôi hít vào một hơi dài rồi thở ra thật mạnh bao nhiêu bực bội trong lòng đều theo luồng hơi thở đó mà tan trong không khí tôi đã nghiệm được phương thức này để tập tính tự chủ quên đi những phiền toái của cuộc sống đặc biệt những điều không xứng ý toại lòng những việc ngoài tầm tay của mình những việc đã xảy ra rồi không thể thay đổi trở lại được bởi vậy chỉ trong một cái lắc đầu là tôi quên đi những diễn biến khó chịu vừa qua tôi định đi qua hầm của bác sĩ trí nói chuyện chơi bất chợt anh châu xuất hiện ngay cửa hầm trông thấy anh tôi mừng rỡ vì như vậy chứng tỏ anh đã không hề hấn gì trong những cuộc pháo kích vừa qua khi thấy tôi con mắt còn lại của anh cũng lấp lánh lộ vẻ vui mừng tôi hỏi anh gặp anh tôi mừng lắm gia đình anh bình an cả chứ nhưng sao anh biết tôi ở đây mà kiếm vậy gia đình tôi vẫn như thường tôi tới bệnh viện tiểu khu hỏi thăm bác sĩ họ bảo bác sĩ đã dọn sang đây rồi nên tôi tới đây thôi thế bây giờ anh ở đâu dạ tụi tôi dọn xuống làng từ lâu rồi sau cái hôm tôi rời bệnh viện đấy ở dưới làng không bị pháo vì không có căn cứ quân sự anh đã gặp ông diệm chưa chưa tôi chỉ tới tìm bác sĩ thôi tôi có đem theo bánh xèo để bác sĩ ăn bánh hãy còn nóng đây bác sĩ ăn đi kẻo nguội bà xã anh làm phải không anh hay thật đấy chứ chạy loạn mà còn có bánh xèo ăn là số một rồi đấy bánh xèo dạ chiến thôi bác sĩ à làm gì có tôm tươi đâu bà ấy thay thế bằng tôm khô ăn cho đỡ ghiền thôi chứ chắc không ngon bằng bánh xèo thứ thiệt đâu Giờ phút này mà còn có thứ này ăn là hạnh phúc quá rồi. Mấy ngày nay tôi chỉ có cơm gạo sấy mà thôi. Anh Châu rút ra trong bọc một cái bếp điện nhỏ hỏi tôi. Bác sĩ có muốn cái bếp này không? Tôi mỉm cười lắc đầu. Tôi mua thứ này bây giờ làm gì? Tôi sắp đổi về Sài Gòn rồi. Mặt anh Châu thất vọng hẳn đi. Anh dậm chân nói tôi lại cứ kết bác sĩ sẽ mua cái bếp này chứ. Nếu vậy chắc tôi còn phải nợ bác sĩ một thời gian nữa. Trước khi xảy ra trận chiến này, anh Châu cần tiền, không biết để làm gì. Anh nói mà tôi quên đi mất. Tôi có cho anh Châu mượn 11 ngàn. Anh đã trả 4 ngàn, còn nợ tôi 7 ngàn. Trong óc tôi nghĩ rằng anh đã nhặt được cái bếp này ở đâu đó, thấy còn mới nên tính gán cho tôi để trừ vào số nợ anh còn thiếu bây giờ tôi mới hiểu anh lặn lội tìm tôi khắp nơi là muốn trả nợ tôi đến giờ phút này tôi đâu còn nghĩ tới món nợ ấy nữa như vậy anh châu rất sòng vàng anh không nhân cơ hội làm bộ quên đi món nợ anh vẫn cố ý tìm cách trả tôi như vậy là người rất tốt chỉ nguyên việc này thôi cũng làm cho tôi không muốn nghĩ tới việc đòi nợ anh nữa. Hơn nữa, với lòng tận tâm săn sóc của anh đối với tôi, trong những ngày tháng qua cũng đã khiến tôi không nỡ lòng nào đòi nợ anh trong những lúc khó khăn như thế này. Tôi chợt nhớ ra hôm nay là ngày lãnh lương ở tiểu khu. Có lẽ anh vào đây để lãnh lương cũng là một công hai việc. Tôi vội nói để anh yên lòng về số tiền anh còn nợ tôi, anh đừng có lo, anh không cần trả lại, cứ giữ lấy mà tiêu dùng đi. Chẳng bao lâu tôi sẽ rời khỏi nơi đây, có lẽ cũng ít dịp gặp lại anh. Tôi bị ông Diệm được anh săn sóc chu đáo lắm mà. Trong thâm tâm, tôi rất cảm ơn anh. Nói xong tôi đưa tay đã bắt tay anh Châu thật chặt. Một bàn tay lao động, da chai cứng không như bàn tay thư sinh mềm mại của tôi tôi nói tiếp tôi lúc nào cũng giữ một kỷ niệm đẹp với anh tôi thấy những sớ thịt trên mắt anh châu dịch dịch anh đưa con mắt độc nhãn của anh nhìn tôi không nói gì nhưng tôi nghĩ chắc anh cảm động lắm sau cùng anh nói thôi tôi đi đây bác sĩ ở lại mạnh giỏi nhé tôi không nói gì nữa chỉ gật đầu và đưa tay vỗ vai từ giả anh. Đó là lần cuối cùng tôi gặp anh Châu. Vì sau khi tôi đổi về Sài Gòn, tôi không được biết anh đã đi về đâu. Qua ông Diệm, hình như anh vẫn còn ở Bình Long, không rời đi đâu cả. Khi anh Châu đi rồi, tôi liền mở bịch bánh xèo ra, Thế có sáu cái. Bà xã anh Châu chắc phải là tay đổ bánh xèo lành nghề lắm. Vì sáu cái bánh đó to hơi quá khổ một tí, nhưng không rách, bánh cuộn lại rất khéo. Và bánh vàng ươm thơm phức. Chỉ mới nhìn thấy mà đã thèm rõ dãi ra rồi. Nhất là bị nhịn ăn, nhịn uống cả gần hai tháng trời, thì cái mùi hành mỡ này làm sao mà tôi không háo hức cho được chứ? tôi liền mời anh phúc cùng dùng thử cho vui dĩ nhiên so với cơm sấy thì món này là nhất rồi tuy không có tôm tươi nhưng có giá có trứng có đậu xanh và nhất là nước chấm khá ngon đã làm cho những chiếc bánh xèo đó trở thành tuyệt diệu hai chúng tôi đã đánh nhanh đánh mạnh nên chỉ trong một thoáng sau là sáu chiếc bánh xèo đã nằm yên trong bao tử hôm ấy chúng tôi không cần ăn cơm chiều nữa từng ấy bánh xèo cũng đủ no bụng rồi tuy chẳng có tin gì đặc biệt mà chúng tôi lại cảm thấy vui vui trong dạ tôi suy nghĩ có lẽ nhờ những cái bánh xèo này chăng không lẽ vật chất lại ảnh hưởng đến tinh thần mạnh mẽ như vậy à gần hai tháng thiếu dinh dưỡng cái bao tử có vẻ như reo vui khi lại được tiếp xúc với những chất béo bờ quen thuộc mà lâu rồi không được gặp. Khi bao tử vui thì ốc cũng vui và hai chúng tôi đều vui cả. Không có việc gì làm, chúng tôi dự tính đi ngủ sớm, tuy chỉ mới có 7 giờ rưỡi tối thôi. Chẳng bao lâu giấc ngủ đến với chúng tôi dễ dàng. Tôi đã ngủ một mạch cho tới sáng chưa bao giờ tôi được ngủ ngon một mạch như thế kể từ ngày có trận chiến này tôi không hiểu vì không phải làm việc quá sức vì có hầm chắc chắn an toàn hay vì đã có một chút ăn tươi cho một cơ thể thiếu thốn dinh dưỡng cả tháng trời đã đưa tới một giấc ngủ thoải mái như thế nhìn sang bên giường anh phúc tôi thấy anh vẫn còn say giấc nồng thì ra không chỉ riêng tôi mà cả anh phúc cũng có một giấc ngủ ngon lành trong đêm qua tôi đứng dậy mặc quần áo đi ra ngoài theo cầu thang đi lên khỏi miệng hầm tôi đang đứng thở hít không khí trong lành buổi ban mai thì thấy thiếu tá diệm đi tới ông nói tôi định đi kiếm bác sĩ mời sang bên tôi uống ly cà phê chơi xin tuân lệnh ông ngay ông lúc này khỏe không cũng sống được chưa đến nỗi nào đâu Tôi theo ông Diệm xuống hầm của ông, vào văn phòng của ông trưởng ban tư tiểu khu. Thấy đầy đủ tiện nghi chẳng khác gì ở nhà cả. Đặc biệt, có cái cà phê phin đang được chú út đổ nước sôi vào. Mùi cà phê thơm nồng như xoáy vào lỗ mũi tôi. Tôi không ghiền cà phê, nhưng thích ngửi mùi cà phê. Lâu lâu, tiếp ông Diệm một ly nhỏ như hồi còn thanh bình cũng thú vị đi ăn tiệc mà ngồi cạnh ông Diệm thì cũng được lắm. Vì ông này hơi khó tính, ông đặc biệt sợ ăn chim bầu câu quay. Mỗi lần trong tình thế tiệc, ông hay kéo tôi ngồi cùng để giúp ông tiêu thụ món này, nhất là cái đầu. Ông nói mỗi lần trông thấy cái đầu chim bầu câu quay trên đĩa là ông chỉ muốn ói, không dám nhìn nữa. Trong khi tôi lại khoái ăn cái đầu giòn tan, và béo ngậy của loài chim hiền lành này. Tôi hỏi ông, trong các món ăn, ông thích ăn món nào nhất? Ông Diệm trả lời không cần suy nghĩ. Tép rang xúc bánh tráng. Tôi tức cười, ghé tai ông nói. Nếu vậy, đợi tới khi ông lên làm tỉnh trưởng, thì họa may mới có món khoái khẩu đó cho ông đấy. Thứ ta Diệm mỉm cười nói. Có thể lắm. Khi nào tôi lên làm tỉnh trưởng, tôi sẽ đãi ông món đó." Tôi nghĩ thầm trong bụng, "Chết mẹ, tưởng ông đãi món gì chứ món đó thì tôi buồn 5 phút. Nếu quả thực như vậy, tôi sẽ đãi lại ông món đầu chim bồ câu quay, có cái cổ dài ngoan, đưa những cặp mắt lim dim nhìn ông." Nghĩ vậy, nhưng tôi đâu có dám nói ra điều này vì chỉ sợ ông sẽ ói trên bàn tiệc thì phiền lắm. Ông Nhiệm mời tôi ngồi xuống cái ghế độc nhất trong phòng, còn ông ngồi trên giường. Ông nhấc cái phin cà phê để lên trên nắp của nó, rồi chia đôi ly cà phê ra cho tôi một nửa, ông một nửa. Ông hỏi tôi, bác sĩ uống cà phê sữa hay đen? Tôi trả lời, nhà dạ uống cà phê sữa. Sữa còn tiếp vụ đây, ông cứ tự nhiên nhé ông Diệm đưa cho tôi một hộp sữa đặc đã khui sẵn. Tôi chỉ khoái một ly cà phê đen vào buổi sáng thôi. Có uống vào rồi mới tỉnh táo đi làm được. Ông biết đấy, tôi ít uống cà phê lắm. Chắc là đêm nay sẽ không ngủ được đâu. Không sao đâu, bây giờ cũng ít người bị thương rồi. Đêm không ngủ thì ngay ngủ bù lo gì? À, chúng ý lành đã tới gặp bác sĩ chưa? Dạ mấy ngày trước, và tới gặp tôi vì ông ta bị một mảnh đạn trên đầu, muốn tôi lấy ra và muốn tôi cho ông ấy một giấy chứng thương. Tôi nói ở ngoài da đầu, không có vô trong não đâu mà sợ. Nếu không có gì trở ngại thì cứ để nguyên như vậy, không cần lấy ra ngay lúc này. Chắc ông này muốn xin một chiến thương bội tinh đây. Ông Diệm ngắt lời, không phải chuyện đó đâu. Tôi nghe nói đại tá ra lệnh cho phòng một tiểu khu lập danh sách mọi người để đề nghị huy chương và thăng cấp. À, ông ta có hỏi tôi lên đại úy lâu chưa? Trong trận này có bị thương gì không? Vậy thôi. Ông Diệp nói tiếp. Tình hình bây giờ tương đối đã lắng dịu rồi. Tuy mình chưa hoàn toàn kiểm soát được quốc lộ 13 và Lộc Ninh, nhưng tụi nó cũng không làm gì được mình. Mọi hoạt động của các ti sở trong tỉnh sẽ cố gắng làm việc như trước như ông đã biết binh lính đã được tiếp tục trả lương hàng tháng người nào muốn đi phép sẽ được cấp giấy phép cho đi về thăm nhà hiện nay chính phủ đã thiết lập một trại tạm cư cho dân bình long tị nạn tại tỉnh bình dương đa số những nhân viên dân sự được làm việc tạm tại bình dương để chờ đợi xin đi làm các nơi khác tùy ý muốn để xem một vài tuần nữa nếu không có gì trở ngại tôi cũng xin phép về thăm nhà một tuần. Rồi mình cũng kiếm chỗ giọt lẹ khỏi nơi này. Đúng vậy. Tôi tiếp lời ông Diệm. Tôi ở đây đã hơn một năm rồi. Cũng đúng lúc đi là vừa. Số tử vi của tôi thân cư thiên di. Nên cứ phải thay đổi chỗ ở luôn. Mặt ông Diệm bỗng đăm chiêu. Rồi ông nói. Ông nghĩ thế nào về tương lai của miền Nam mình? tôi nhiễu mày suy nghĩ rồi trả lời tôi thấy lo quá bây giờ chưa thấy gì rõ ràng lắm nhưng tôi có cảm tưởng nếu mỹ rút thì mình cũng thua ông ạ à. miền nam mình hết cách mạng rồi lại chỉnh lý tham nhũng từ trên xuống dưới người dân không còn tin tưởng ở giai cấp lãnh đạo nữa làm sao mình nói dân nghe được phải có một chính phủ mạnh được hậu thuẫn của toàn dân mới có cơ may thắng được miền Nam phải có một tay lãnh đạo cỡ Bắc Trung Hy của Đại Hàn. Tự túc tự cường, không nhờ và ỷ lại vào viện trợ của nước ngoài. Để khi nó buông ra mình mới tự bảo vệ để sống còn được chứ. Ông Diệm gật đầu đồng ý rồi tiếp. Như ông biết đấy, nếu trận này không có Mỹ can thiệp thì chúng mình đi đong rồi. Ngay lúc khởi đầu trận đánh, có những lúc áp lực địch quá mạnh làm cho bên ta bối rối. Có khi tôi tưởng mình đã phải nghĩ tới rút lui chiến thuật rồi chứ. Có thể lắm. Thua dài dài từ lộc, Ninh về tới tận đây, tan tác cả một trung đoàn, cả một thiết đoàn, thì phải biết áp lực của địch mạnh dường nào. Thế ông có biết làm sao mình còn cầm cự được và lật ngược thế cờ không? B-52. Đúng, rốt cuộc chỉ là nhờ đàn anh mỹ thôi nếu mỹ không yểm trợ cho mình ông thử nghĩ xem tôi biết ông có còn ngồi đây để uống cà phê được không trong tương lai mỹ sẽ bỏ rơi mình việt nam hóa chiến tranh đó là hình thức nó rút đấy trong khi tụ việt cộng vẫn được nga tàu yểm trợ lúc đó mình sẽ bị nó ăn gỏi mất anh em mình đã phải bỏ miền bắc chạy vào nam rồi đây sẽ không biết chạy đi đâu nữa. Tôi không nói gì. Trong lòng thầm nghĩ, ông bạn già này hơi bi quan một chút. Nếu có thật thế thì cũng phải vài ba năm nữa. Việc trước mắt bây giờ là làm sao an toàn ra khỏi cái địa ngục này đã. Rồi hãy hạ hồi phân giải. Việc mất cả một nước là việc lớn. Dù ông bạn có đúng thì cũng chẳng thay đổi gì được mà dù có biết trước. Quả thật, tôi cũng chẳng biết trốn đi đâu. Đâu có nước nào dung dưỡng mình làm gì. Nhất là khi mình mang danh kẻ bại trận. Thôi, việc đến đâu hay đến đấy. Uống xong ly cà phê, tôi nhìn đồng hồ. Đã thấy hơn 9 giờ rồi. Mãi nói chuyện, không ngờ thời gian đi nhanh như thế. Tôi liền cáo từ để về hầm của mình ông Diệm cũng đi lên hầm chỉ huy họp. Bước lần xuống cầu thang vào hầm, tới phòng tôi, chợt nghe thấy tiếng bác sĩ Phúc đang dặn anh sáu sòng. Khi nào nước đầu ối bể, cho cô ấy sang bên phòng mộ để tôi đỡ đẻ cho. Anh cũng kêu cô Bích nhùm tôi, sửa soạn những dụng cụ cần thiết để lúc cần khỏi phải tìm kiếm mất thì giờ. Tôi bước vào phòng nhìn anh Phúc rồi nói. Tôi có miếng ni lông để anh quấn quanh người, tránh nước đầu ối hoặc máu dây vào người. Tôi chắc tối nay thôi. Con so thì hơi lâu một chút đấy. Nhưng cô ấy đau như vậy đã được hai ba tiếng rồi. Nhanh lắm thì cũng 8-9 giờ tối mới xanh được. Đừng có chậm hơn thì anh mất ngủ đấy. Tôi ngại nhất vấn đề đỡ đẻ. Tôi biết nếu theo cái ngành này thì có thể kiếm được khá tiền đấy. Nhưng tôi không thể chịu được cái mùi nước ối, mùi nhau bà đẻ và những đau đớn rên la của những bà đang lúc chuyển bụng xanh. Hồi còn là sinh viên y khoa, khi đi thực tập tại những bảo sinh viện như Từ, Dũ, Hùng, Vương, mỗi sinh viên đều phải đỡ đẻ 20 trường hợp xanh bình thường. Tôi chỉ cố làm cho đủ số thôi, chẳng muốn làm hơn nữa tôi thấy phục những cô đỡ ngày nào cũng phải ở trong phòng xanh hít thở không khí đó ngày này qua ngày khác mà vẫn tình bơ tôi nhớ phòng xanh bệnh viện từ dũ xây theo hình vòng cung mười phòng xanh vây chung quanh một bàn nữ hồ sinh ở chính giữa để người trưởng toán có thể ngồi đó nhìn bao quát được tất cả các phòng để theo dõi và kiểm soát dễ dàng mọi diễn biến từng bàn xanh một rất là tiện lợi. Nhưng tôi nghĩ ở đó âm khí nặng nề lắm. Cứ thử tưởng tượng ngồi trực ngay giữa phòng mà bị mười sản phụ nằm dạng háng ra chiếu tướng thì chẳng thú vị gì cả. Tối hôm đó quả nhiên vợ anh Sáu Sòm sanh được một đứa con gái. Thật là may mắn. Tuy sanh con soi nhưng chắc trời thương nên vợ anh Sáu đẻ khá nhanh và dễ không gặp rắc rối gì cả anh xòm thì lo quấn người lên như mắc đẻ sau khi đứa bé ra cắt uống nhau xong rồi bác sĩ phúc đưa cho anh xòm bế nhưng anh không quen và anh nhờ cô bích ấm dùm mang về phòng còn anh thì phải lo săn sóc vợ đợi khi lấy cái nhau xong mọi sự ổn định anh bồng vợ sang cái băng ca cùng thượng sĩ lý khiêng về phòng nghỉ ngơi. Anh không ngớt lời cảm ơn bác sĩ Phúc. Thật là trời xanh voi xanh cỏ, đẻ con so mà dễ dàng như đẻ con rạ vậy. Trong điều kiện thiếu thốn, mà mẹ tròn con vuông như vậy thật là may mắn. Tôi nghĩ có lẽ anh Sáu Sòm là người tốt, nên trời cũng thương. Nhớ lại hồi còn là sinh viên y khoa, đi thực tập tại bệnh viện chợ rẫy vào khu trẻ em bị tật bẩm sinh tôi thấy đủ mọi thứ bệnh đứa thì xanh đa hậu môn bị bít kín đứa thì xích môi đứa thì sáu ngón tay đứa thì xương sống không phát triển hoàn toàn để lòi ra một bú màng não có cái ở đầu có cái ở lưng đủ mọi thứ dị tật ấy là chưa kể những chứng bệnh rối loạn về nhiễm sắc thể gây nên hội chứng Mongolism, vân vân. Tôi thấy khi sanh ra được một đứa con lành lặn không tật nguyền thì quả thật là một ơn phước ông bà để lại cũng như của trời đất ban cho mình. Nếu có quỳ xuống tạ ơn trời Phật cũng không có gì quá đáng. Tôi thấy tục lệ ăn đầy tháng đứa nhỏ cũng hay. Những ngày trong tháng đầu đời của đứa bé thật là nguy hiểm, dễ chết lắm với những phương tiện y khoa lạc hậu ngày xưa, nếu đứa nhỏ sống mạnh khỏe qua được thời gian ngặt nghèo ấy, thì làm tiệc cúng tạ ơn trời Phật cũng là phải. Sáng hôm sau, anh Sáu xòm tới xin tôi mấy tấm bed pad trải giường cho vợ anh nằm. Những tấm này dùng cho những người mới mổ để lót giường cho máu khỏi chảy xuống nệm, nên rất tiện cho những người mới sanh xong. Tôi liền cho anh cả một bịch nguyên, 24 cái, tha hồ cho vợ anh dùng. Tôi hỏi thăm về đứa bé và vợ anh, thì được biết là mọi sự đều bình thường cả. Tôi hỏi anh, thế anh đã đặt tên con là gì chưa? Dạ thưa chưa, bác sĩ có ý kiến gì không? Tụi em muốn đặt cho nó cái tên liên quan đến trận chiến này để kỷ niệm. Nếu vậy thì thật là dễ quá, anh có thể ghép hai chữ đầu của Bình Long và An Lộc để đặt tên cho nó cũng được. À, thí dụ như Bình An hoặc là An Bình. Bác sĩ nói có lý lắm. Em sẽ chọn cái tên An Bình cho nó. Lê Thị An Bình. Nghe cũng được lắm, phải không bác sĩ? Đúng rồi. Nó tuy xanh ra tại mặt trận này, mà xanh ra rất dễ dàng bố mẹ phải chịu mấy chục ngàn trái pháo kích mà vẫn được bình an mang thai nó. Vậy đặt tên nó là An Bình là đúng và hợp lý lắm. Vừa có ý nghĩa nhé, lại vừa gợi được kỷ niệm Bình Long An Lộc. Tôi cũng mong cả cuộc đời nó sẽ được an bình như tên của nó. Anh sáu sòm vui vẻ nói. Cảm ơn bác sĩ nhiều. Suốt mấy tuần sau đó, đứa trẻ phát triển bình thường, sống trong thiếu thốn nhưng hình như không có ảnh hưởng gì tới đứa nhỏ. Một phần vì nó được nuôi bằng sữa mẹ. Một phần nữa thì tình hình cũng khá yên ổn nên anh Sòm có thể xuống làng thường xuyên mang về những thức ăn tươi cho vợ nên hai mẹ con đều mạnh khỏe. Tiền nông bây giờ không thiếu nữa rồi vì các ti sở bây giờ đã hoạt động trở lại nên các công chức cũng như các quân nhân đều bắt đầu được lãnh lương đều như trước công việc của chúng tôi cũng nhàn nhạ hơn thỉnh thoảng mới có một vài người bị thương đa số lại bị nhẹ chứ không nặng như hồi trước đó cũng là cái vòng luẩn quẩn của cuộc sống có lúc lên thì cũng có lúc xuống có lúc bận rộn thì cũng có lúc nhàn hạ nhưng với trọng trách trong tay chúng tôi lúc nào cũng phải cư an tư nguy lúc nào cũng phải sẵn sàng. Chương 25 Thăm lại chiến trường Một hôm có phái đoàn của Tổng tham mưu tới điều nghiên trận đánh. Dẫn đầu là Đại tá Phạm Văn Sơn. Nghe nói ông ta là giám đốc nha quân sự. Ông đến để thu thập tài liệu viết chiến sự cho trận đánh. Các sĩ quan khác thì lo nghiên cứu những kinh nghiệm có thể rút ra được từ những bài học quý báu của trận đánh lịch sử này. Phái đoàn có ghé qua hầm cứu thương của chúng tôi. Đây là lần đầu tiên tôi gặp đại tá Phạm Văn Sơn, người mà tôi đã nghe danh từ lâu. Đúng ra tôi đã biết tên ông từ năm tôi lên 11 tuổi. Khi tôi còn học tiểu học ở ngoài Hà Nội trước năm 1954. Khi đó gia đình chúng tôi chưa di cư vào Nam. Tôi còn nhớ một buổi chiều, mẹ tôi đi làm về, đưa cho tôi một cuốn sách thật dày. Mẹ tôi nói, Này, cho con đó, con đọc đi, hay lắm. Tôi rất thích đọc sách. Từ thỏa biết đọc đến giờ, tôi chưa bao giờ có được một cuốn sách dày như thế. Tôi vội dở ra thì thấy đó là cuốn Việt Nam tranh đấu sự của Phạm Văn Sơn. Tôi say mê đọc cuốn sách cả mấy tuần liền. Không, những tôi đọc một lần mà tới nhiều lần nữa. Tôi không nhớ là bao nhiêu lần. Tôi biết rằng Việt sử là nhờ cuốn sách này đây. Từ ngày đó cho tới khi tôi học năm học chót của chương trình trung học, tôi không cần phải học môn Việt sử nữa. Vì tôi đã thuộc cả rồi. Có nhiều đoạn, nhất là những đoạn văn trong bài Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi hay bài Hịch tướng sĩ của Trần Hưng Đạo cho tới bây giờ đã mấy chục năm mà tôi vẫn còn nhớ nằm lòng. Tôi nói với Đại tá Phạm Văn Sơn, Hân hạnh được gặp Đại tá ở đây, tôi nghe danh Đại tá từ lâu rồi. Chắc Đại tá ngạc nhiên lắm, nếu biết rằng tôi biết tên ông từ năm tôi mới lên 11 tuổi. Đại tá Sơn ngạc nhiên thật, tôi thấy ông hơi mỉm cười, nhướng mắt lên như dò hỏi như chờ đợi lời giải thích câu nói của tôi. Tôi không đi thẳng vào vấn đề mà đọc mấy câu trong bài Bình Ngô Đại Cáo cho ông nghe. Tượng mạng, việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, quân điếu phạt chỉ vì khử bạo. Sau đó tôi kể lại trường hợp tôi được mẹ tôi cho tôi cuốn Việt Nam tranh đấu sự và tôi đã say mê đọc cuốn sách đó như thế nào đặc biệt là những trang ông viết về vua Hàm Nghi bỏ triều đình, ra hịch cần vương chống Pháp, hay vua Di Tân, vị vua trẻ tuổi, mới có 18 tuổi mà đã có lòng yêu nước, triệt để chống Pháp, rồi bị tù đầy ra đảo Reunion. Đại tá Sơn nghe xong cười nói, Bác sĩ có trí nhớ hay quá? Tôi vội hỏi, Thế thưa đại tá, trong trường hợp nào mà ông đã viết bộ sử đó? Đại tá Sơn nói, tôi thực sự không phải là nhà sử học. Hồi đó tôi làm công chức cho Ban Quốc phòng thuộc Phụ Thủ Hiến Bắc Việt. Vì người Pháp theo Hiệp định Geneva sẽ phải rút khỏi Việt Nam, chính quyền sẽ về tay mình, nên cấp trên có trao cho tôi nhiệm vụ viết một bản thường trình tóm tắt về lịch sử nước Việt để làm sáng tỏ chính nghĩa quốc gia Việt Nam để làm căn bản cho cuộc chiến đấu của chúng ta. Sau đó mọi người đọc thấy được nên mới phổ biến rộng rãi và cuốn sách đã được nhiều người biết đến. Đó chỉ là một cuốn tóm lược thôi. Sau này tôi có viết lại đầy đủ hơn gọi là cuốn Việt Sử Tân Biên. Không biết bác sĩ có đọc cuốn này chưa? Dạ thưa chưa. Tôi có nghe quảng cáo cuốn này hồi năm 1959, nhưng chưa mua xem. Chúng tôi mãi nói chuyện về sự Việt Nam, nên những chi tiết về trận đánh này, ông đã không có thì giờ hỏi tới. Sau đó ông phải rời Bình Long gấp vì trực thăng đã đến đón. Tuy nhiên những người tháp tùng với Đại tá Sơn đã có đầy đủ những dữ kiện rồi, nên ông cũng không cần phải làm gì thêm. Và lại, về phía quân y thì cũng không quan trọng bằng những đơn vị chiến đấu, đặc biệt là về những chiến thuật đã được thực hành để giữ vững an lộc. Khi phái đoàn tổng tham mưu đi rồi, thiếu ta Diệm tới rủ tôi. Ông Quý, đi một vòng chơi không? Tôi có xe chip đây này. Tôi nghĩ ông Diệm là tay cẩn thận lắm. Nếu rủ tôi đi chơi một vòng như vậy, chắc là vòng đai an ninh của mình đã khá rộng và an toàn rồi cho nên tôi gật đầu chịu liền nhân tiện tôi cũng muốn trở lại bệnh viện thăm một lần chót xem thế nào vì biết nếu có đổi về sài gòn tôi chắc cũng chẳng có cơ hội để trở lại đây nữa nên tôi rủ anh phúc anh phúc có muốn theo tụi này đi một vòng không anh phúc hưởng ứng liền thật ra thì ở mãi trong hầm cũng chán bó càng lắm. Anh nói, đi chứ, tôi cũng muốn trở qua bệnh viện xem anh em mình có cần gì không, và tình trạng hiện giờ ra sao rồi. Thế là sau một tháng trời, tôi trở về thăm bệnh viện tiểu khu. Bệnh viện vẫn còn đó, nhưng điêu tàn hơn trước. Hàng tên, ti y tế, -E, bệnh viện Bình Long trên cổng, đã bị mảnh pháo văng trúng nhiều lần, làm rơi rớt cả năm sáu chữ. Chúng tôi nhảy vội xuống, đưa mắt nhìn quanh, tôi cố ý tìm kiếm những khuôn mặt quen thuộc. Nhưng tôi chỉ thấy nhiều khuôn mặt lạ lẫn lộn với những anh em thuộc tiểu đoàn 5 quân y. Bác sĩ Tích ở trong phòng nghe tiếng máy xe nổ, vội chạy ra, thấy tôi bèn ngoắc vào. Các anh vào trong này, đừng có đứng đó nguy hiểm lắm. Mấy ngày trước tụi Việt Cộng đã chiếm được thi công tránh ngay sau phòng mổ đó. Không biết bây giờ chúng đã rút đi chưa? Một tiểu đội nhảy dù đã được tăng cường tới đây để trận chúng lại. Không cho tụi nó đánh sang bên này. Hai bên cầm cự mấy ngày liền. Không bên nào dứt điểm bên nào. Tụi nó có những tên đặc công cảm tử. Bò qua ban đêm. Nhưng qua đứa nào chết đứa đó bên dù cũng đã có ba người tử thương mồ chôn tại ngay sân bệnh viện đây nè tôi nhìn anh tích với anh nam hùng thấy cảm thương cho hai anh đã phải trải qua những giây phút hiểm nghèo cách chết chỉ cách đường tơ kẻ tóc tôi thở ra nói có ai ngờ đâu các anh lại ở ngay tuyến đầu cách địch chỉ có một con đường nhỏ may mắn các anh không bị hề hấn gì Thấy các anh bình an như thế này tôi mừng lắm. Có lẽ những giây phút nguy hiểm đã qua. Tụi mình sắp được đổi đi nơi khác rồi đấy. Chỉ cần chịu đựng vài tuần nữa là khỏe thôi. Anh Phúc cũng tiếp lời tôi. Hỏi hai anh Tích và Nam Hồng. Thế ở bên tiểu khu đã phát lương cho binh sĩ. Bên sĩ đoàn đã có lương chưa các anh? Có, tụi này mới lĩnh lương hôm qua đấy. Nhưng anh thấy đó, cầm tiền cho vui vậy thôi chứ có mua sắm được gì đâu bây giờ nhân có tiền lại được thành thơi một chút tệ nạn đánh bạc lại bắt đầu xuất hiện rồi nhiều đứa thua nhẵn túi cũng may ở đây tiền chẳng còn giá trị mấy vì có gì để mua đâu đợi đến tháng sau lại có nữa lúc đó chắc đã về hậu cứ rồi tôi thấy anh cũng nên ngăn cản họ một chút đi đánh bạc chơi cho vui thôi. Chứ nếu cứ mê mãi rồi đêm đến buồn ngủ không canh gác cẩn thận. Bọn đặc công nó bò vào là chết cả đám đấy. Anh Tích gật đầu nói. Thì tôi cũng bảo họ vậy đấy. Một số thì nghe lời, còn một số thì vẫn ham chơi. Tôi đi ra cuối trại nội khoa. Nhìn là sân ngăn cách trại này với phòng mổ và văn phòng hành tránh tôi có thấy ba ngôi mộ nằm song song với nhau. Mỗi ngôi mộ đều có một mũ sắt dù treo trên một cái cọc ngay trước mộ. Thấp thoáng trong phòng y tế, tôi thấy có những người lính dù còn bố trí bên trong, nhưng không căng thẳng lắm. Tôi đoán tụi Việt Cộng bên kia phía ti công tránh đã rút đi rồi. Tôi hỏi một người lính dù gần đó. Chào anh, anh đóng ở đây đã lâu chưa? Thưa đại úy được hơn 2 tuần rồi đấy. Tôi đưa ngón tay chỉ về phía ti công tránh rồi tiếp tục hỏi. Thế tụi Việt Cộng bên kia đường còn đó không anh? Tôi nghĩ tụi nó đã rút đi rồi. Không thấy động tĩnh gì bên đó cả. Mấy ngày trước có máy bay tới dùng súng radar điều khiển bắn phá dữ dội lắm. Tôi nghĩ tên nào may mắn mà còn sống sót. Chắc cũng chém về hết rồi vậy thì cũng đỡ nhỉ mình ở đây cũng được an toàn tôi nhìn về phía nhà bảo xanh thấy cũng có lính mình đóng chốt ở đó tôi cũng yên tâm muốn đi xuống trại ngoại khoa của tôi xem có còn ai không tôi cẩn thận đi vòng ra phía trước rồi men theo hành lang đi lần vào lối phòng cũ của tôi trại bây giờ hoàn toàn hoang vắng hầu hết các phòng đều bị ăn đạn pháo kích Chẳng còn phòng nào nguyên vẹn cả. Tôi ghé qua phòng bên xem người tù binh có sao không. Thì chỉ thấy một bộ xương khô nằm trên giường. Nơi cổ xương tay vẫn còn cái còng số 8 khóa chặt vào thành giường. Thôi, thế cũng xong một đời người. Tôi đi nhanh ra cửa lên chỗ đậu xe. Mọi người đã sẵn sàng trên xe. Chỉ còn đợi tôi thôi. Ông Diệm rồ máy chạy ra cửa vừa khi ấy tôi thấy cô bông hiện ra ở cửa sổ chỗ phòng cô bích cũ cô vẫn mặc áo màu xanh lá mạ tươi mát của mấy tháng trước tôi chỉ kịp móc tay vẫy vẫy chào cô cô cũng vẫy tay chào lại miệng mỉm cười thấy cô vẫn mạnh khỏe là tôi yên trí và mừng cho cô cho đến giờ phút này mà vẫn còn cười được là tốt rồi chúng tôi không kịp trao đổi một lời nói nào thì xe đã phóng ra khỏi bệnh viện đi theo con dốc xuống công viên tao phùng rồi vào khu chợ mới nơi đây cũng vậy chỉ mới tháng trước đây khi tôi và bác sĩ trí xuống thăm khu này con đường giữa dãy nhà lầu và cái khung chợ vẫn còn rộng thanh thang nay đã bị hẹp lại vì một dãy mộ mới có chừng 13 cái nằm song song với nhau trải dài theo dãy nhà lầu đó. Có một tấm biển bằng gỗ pháo binh ghép lại. Trên có ghi một câu đối. An lộc địa sử ghi chiến tích. Biệt cách dù vị quốc vong thân. Tôi nghe nói câu này do một cô giáo làm ra. Cô là người được mấy anh biệt cách dù cứu sống khi cô bị thương, gãy xương đùi. Sau đó cô được mang vào khu nhà lầu đó và được săn sóc bởi những anh biệt cách dù. Chiều chiều, cô đã ngồi trong căn nhà lầu nhìn ra con đường trước mặt, để cứ thấy từng ngày, cùng với mức độ giao tranh lên cao, những ngôi mộ mới của những anh biệt cách dù, những ân nhân của cô cứ tăng lên dần dần. Trong nỗi xót thương những người lính chiến quả cảm ấy, cô đã viết lên câu đối lịch sử này. Xét về câu đối, Tôi thấy hai câu này không hoàn hảo lắm. Nhưng cần gì chứ? Những án thơ hay thường thoát ra ngoài khuôn sáo tầm thường, gò bó của quy luật. Người ta đã không cần để ý tới hình thức nữa, mà chỉ chú ý tới ý nghĩa, nội dung thôi. Câu đối trên quả nhiên đã nói lên những hy sinh to lớn của những chiến sĩ can trường biệt cách dù. Đồng thời, nó cũng ngầm nói lên tấm lòng tri ân của người dân mà đặc biệt của cô giáo đối với những ân nhân của cô. Cái hay trong hai câu đối đó, chẳng có một chữ nào nói lên lòng tri ân cả, nhưng đọc lên, tôi lại cảm nhận ngay những điều đó. Thế mới tài tình, mặc dù những chữ trong hai vế thật ra chẳng có gì mới mẻ, nhưng có lẽ vì đối cảnh sinh tình, nên nó có được cái sức lôi cuốn rất mạnh không giống như những câu đối ước lệ khác do câu đối này tôi được biết những ngôi mộ mới đó là của các anh em chiến sĩ biệt cách dù đã hy sinh để bảo vệ an lộc trong cuộc tấn công đợt hai của địch như vậy lần tấn công đó cũng ác liệt lắm tôi may mắn được ở dưới hầm an toàn nên đã không có cơ hội quan sát vì vậy đã không biết được cuộc diện chiến trường lần đó ra sao mới sơ sơ nhìn qua những tổn thất của mình thì thấy cuộc tấn công đợt thứ nhì quả thật rất kinh hoàng đẫm máu chứ không phải chỉ pháo kích suông đâu chúng tôi tiếp tục đi ngược lên hướng lộc ninh rẽ trái qua một con đường nhỏ chúng tôi thấy ngay ba chiếc xe tăng mới tinh vì bắn hạ nằm sắp hàng ngay ngắn trên con đường An Lộc, Lộc Ninh. Tôi ghé tai nói với anh Phúc. Anh Phúc à, anh nhìn coi. Nhìn giống như tụi nó sắp hàng đi vào An Lộc như đi diễn binh ấy. Chẳng cách gì bị sơi tái hết là phải. Tôi chẳng hiểu sao tụi nó đánh đấm cái khoái gì kỳ lạ thế nhỉ. Ông Diệm ngắt lời nói. Trong bên ngoài, thì tưởng đó là cái may mắn của ta. Thật ra cũng nhờ những yếu tố khác nữa. Tôi nghe nói tụi nó xích chân những tài xế xe tăng lại. Không biết có đúng thế không? Muốn kiểm chứng thì cứ vào trong xe tăng của tụi nó mà coi chứ đợi gì nữa. Tôi đồng ý liền vì quả thực tôi muốn biết sự thật. Hay là tại bên ta lại tuyên truyền kiểu tâm lý chiến? Tôi nói, phải đấy, để tôi chui vào một chiếc xe tăng xem nào. Nhưng những xe tăng này cao quá, khó có thể nào trèo lên để vào bên trong được. Ông Diệm nói, có cách mà, bỏ mấy xe này đi. Chúng mình lên chỗ chợ cũ, nơi đó cũng có mấy xe tăng bị máy bay bỏ bom trúng. Chúi đầu xuống hố bom nên pháo tháp gần mặt đất hơn, dễ trèo vào lắm thế là chúng tôi lại vòng lên phía chợ cũ tôi chợt thấy một xe tăng tương đối còn mới dù đã qua gần một tháng trời phơi mưa nắng tôi vội bảo ông diệm ngừng xe lại nhảy xuống và tiến về chiếc xe tăng vì chiếc xe bị bom thả trúng chúi mũi xuống hố bom cũng khá sâu tôi thấy pháo tháp hơi bật ra về phía bên trái Tôi và ông Diệm trèo lên nhìn vào bên trong chiếc xe tăng. Tôi thấy một bộ xương người ngay chỗ của tài xế. Chiếc xương sọ ngục xuống bên tay lái. Cổ xương chân trái có một sợi dây xích cột vào cần lái xe. Thế là mọi hồ nghi của tôi về việc này trong giây phút đó đã được hoàn toàn giải tỏa rồi. Trong xe không còn bộ xương nào khác. Trong cơn nguy hiểm, tài xế xe tăng đã chết một mình còn đồng đội thì đã thoát thân đã bỏ đi rồi người tài xế không thể trốn được vì chân đã bị xích chặt vào xe tôi có thể hình dung được nỗi tuyệt vọng nỗi kinh hoàng của người tài xế lúc đó trước khi chết ra sao xe còn người còn xe mất thì người chết theo đó là cái ý nghĩa quyết tử của binh đội lái xe tăng của địch đứng về bên phía ta ta có thể lên án tính cách vô nhân đạo của địch bất cứ một người nào cũng ghê tởm phương pháp sắt máu này nhưng đây là chiến tranh chiến tranh tự nó đã vô nhân đạo rồi huống chi với một chế độ độc tài như chế độ cộng sản thì việc xích chân vào xe chắc chẳng có gì phải bận tâm lắm. Trong thời chiến, thiếu gì những trường hợp quyết tử như ôm bom lao vào xe tăng địch, ôm bọc phá, phá hàng rào đồn binh địch, lao đầu vào lỗ châu mai của địch để lấy thân mình bịt kín nòng súng địch cho đồng đội tiến lên. Ngay như phía bên ta, trong trận này, chính mắt tôi đã thấy sáu cánh dù nhảy xuống ngay trong vùng đóng quân của địch đó cũng là những hành động cảm tử một đi không trở về của những người lính chiến. Nhưng khi thấy những hành động trên, chúng ta chỉ thấy cảm phục, thương xót, nhưng không ghê tởm như thấy những trường hợp bị xích chân vào xe tăng hay vào mấy khẩu thượng liên. Có lẽ vì hình ảnh bị xích cho ta cái ấn tượng bị ép buộc và làm những việc nguy hiểm ngoài ý muốn của người lính, không để cho họ có một cơ hội thoát thân dù là rất nhỏ cụ phan bội châu đã viết thánh cam địa tức gandhi rất ghét chế độ cộng sản cũng chỉ vì họ chủ trương lấy mục đích biện minh cho phương tiện tức là có thể dùng bất cứ một mưu kế nào cho dù vô nhân đạo đến đâu cũng được miễn là chúng đạt được mục đích tối hậu tôi đã chui vào hẳn bên trong xe tăng. Không có mùi hôi thối nữa, chứng tỏ cái thân này đã chết từ lâu. Chắc từ đợt tấn công thứ nhất hơn một tháng rồi. Tôi bây giờ chỉ ngửi thấy một mùi hôi khăm khẩm, giống như mùi mốc trà bông để lâu ngày bị thiêu. Nhìn quanh bên trong xe tăng, thấy khá rộng. Tôi chợt để ý thấy một dãy đạn đại bác 100 ly vỏ bằng đồng sáng loáng mới tinh. Xếp ngăn nắp bên góc phải của xe Nếu mang về Để làm bình bông chắc đẹp lắm Nghĩ vậy là tôi làm liền Tôi tháo hai viên đạn ra Không ngờ nó cũng khá nặng Vì đạn một trăm ly dài tới gần một thước Tôi cố mang ra ngoài Để lên xe Jeep rồi cùng ông Diệm Mà bác sĩ Phúc lái về bộ chỉ huy tiểu khu Chúng tôi đi chơi cũng hơi lâu thấy quang cảnh chỗ nào cũng giống nhau, cũng bị tàn phá thành bình địa hết. Như nhà hàng Tứ Hải, một nhà hàng tàu xây bằng bê tông có sắt, hai tầng lầu, nấu ăn cũng khá ngon. Tôi đã ăn vài lần ở đó. Bây giờ, xẹp lép giống như một ngôi nhà bằng giấy, bị một bàn chân khổng lồ dẫm lên. Tôi đề nghị, đã đến lúc nên quay về. Mọi người đều tán thành vì thực ra cũng chẳng còn gì hay ho để xem nữa. Khi về đến bộ chỉ huy tiểu khu, ai trông thấy hai viên đạn Đại Bác 100 ly chiến lợi phẩm của tôi cũng đều thích hết. Ông Thượng sĩ Thiện thuộc Ban An ninh tỉnh đề nghị. Bác sĩ nên cho tháo đầu đạn, đổ thuốc bồi đi, lấy cái vỏ đạn cho nhẹ, dễ di chuyển và an toàn, và không sợ bị nổ bất tử. Đúng rồi, để thế này nguy hiểm mà lại quá nặng. Nhưng tháo đầu đạn ra có dễ không? Nếu bác sĩ muốn, tôi bảo mấy thằng em nó làm cho. Tụi nó nhàn nghề mà. Làm chừng nửa tiếng là xong à, nhanh lắm. Chứ bác sĩ không có quen, không biết. Làm mất thì giờ lại nguy hiểm nữa. Tôi lắc đầu nói. Không, tôi không dám sờ tới đâu. Nhỡ nó nổ một cái thì khốn nạn ngay đấy tôi bèn giao hai viên đạn đại bác đó cho thượng sĩ thiện chỉ gần một giờ sau ông ta mang lại hai cái vỏ đạn đưa cho tôi ông dặn tôi cái chốt ở dưới đáy vẫn còn nguyên đấy nhé bác sĩ đặt nó nhẹ nhẹ đừng có vứt mạnh đụng vào nó có thể nổ lắm đó tuy không hề gì nhưng đề phòng vẫn hơn tôi mừng lắm Cảm ơn ông Thiện rồi mang hai vỏ đạn xuống để ở một góc phòng. Chờ ngày mai mang về Sài Gòn, có dịp thì sẽ thuê người gõ thành hai bình bông, chắc đẹp lắm. Chương 26. Đi phép đợt đầu. Thấm thoát cô bé An Bình ra đời đã được nửa tháng. Đúng là trời sinh trời dưỡng. Trong hoàn cảnh thiếu thốn đó, rất may không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra. Cả hai mẹ con được anh Sáu xòm hết lòng chăm sóc, nên chẳng thiếu thứ gì. Cả hai đều mạnh khỏe. Em bé rất dễ nuôi, chỉ ăn rồi ngủ, chẳng quấy khóc làm rộn ai cả. Lúc này trời mưa thường hơn trước. Hầu như chiều nào cũng có một trận mưa, không lớn lắm, nhưng cũng đủ làm nước thoát đi không kịp đọng thành những vũng nhỏ ở những chỗ trũng hay ở các vết lốn của các bánh xe. Thỉnh thoảng có được một trận mưa lớn, Chúng tôi lợi dụng ngay những cơn mưa ồ ạt ấy để tắm mưa và hứng nước để uống dần. Dù cho cuộc chiến đã có vẻ bớt phần căng thẳng, nhưng tôi vẫn phải đề phòng. Chỉ những khi nào thật cần thiết, tôi mới ra khỏi căn hầm. Tôi nghiệm rằng địch quân rất ít khi pháo kích trong những cơn mưa lớn có lẽ họ cho rằng pháo như vậy vô ích ít gây ra thương vong vì mọi người không có ra ngoài do đó tôi mới liều tắm mưa nhưng cũng vẫn để nón sắt và áo giáp trong tầm tay của mình bây giờ tôi không sợ bị thiếu nước uống nữa cuộc sống có vẻ thoải mái hơn trước rất nhiều đi từ một cái khổ nhiều tới một cái khổ ít là thấy sướng rồi. Tuy cái cảm giác có một trái đạn đại bác lúc nào cũng treo lộn lặng trên đầu, vẫn còn đấy. Nhưng lúc này, sợi dây ấy có vẻ hơi lớn hơn trước. Tôi nghe tin quân đoàn 3 đang cố gắng lập một chiến đoàn để giải tỏa quốc lộ 13. Nhưng đã mấy tuần nay, mọi sự đều dậm chân tại chỗ địch quân đã cho đóng chốt rải rác ở quãng đường giữa trơn thành tới ấp tân khai quân mình không thể tiến lên được vì vậy cho tới bây giờ mọi tiếp tế từ bên ngoài vẫn bằng không vận có lệnh cho đi phép một phần quân số tôi vội vã cho anh sòm biết đồng thời xin anh phúc cho phép anh sòm được ưu tiên đi phép trước tôi có ý cho anh đi như vậy để anh có dịp đem vợ con về dưới Sa Đéc quê anh càng sớm càng tốt để chóng được sum họp với gia đình. Cho tới nay, mọi sự đều như êm đẹp đối với anh. Tôi muốn anh phải được thật hoàn hảo, nghĩa là anh phải cùng vợ con về tới quê nhà an toàn thì tôi mới hạ lòng. Tôi giúp anh sáu Lo tất cả các giấy tờ cần thiết từ giấy phép đến giấy khai xanh cho đứa trẻ, rồi tiền lương lãnh trước một tháng, rồi giờ máy bay đến vân vân. Tôi đã chạy đi chạy về giữa hầm cứu thương và hầm bộ chỉ huy tiểu khu dưới cơn mưa chiều hôm ấy đến 8 giờ tối. Mọi giấy tờ xong xuôi, lúc đó tôi mới thấy yên trí về phòng nằm nghỉ. Trong bụng tôi vẫn cầu mong sao cho chuyến bay ngày mai được suôn sẻ thì lúc đó tôi mới yên tâm. Về chung với anh Sáu, chuyến này có cả cô Bích nữa. Thành đã toán giải phẫu cấp cứu của tôi bắt đầu từ ngày mai. Chỉ còn lại mình tôi, Binh Nhất Thiện và Thượng Sĩ Lý. Thế cũng đủ rồi. Tôi chỉ cần chuyên viên tê mê là thiện thôi. Còn những người khác, tôi kiếm người thay thế cũng không khó mấy. Sáng hôm sau, chúng tôi dậy thật sớm tôi và anh phúc đang ngồi ăn sáng với bịch cơm sấy thì anh sáu xòm và vợ ghé ngang qua anh phúc nói sao anh sáu sẵn sàng chưa thưa bác sĩ xong hết cả rồi vợ chồng chúng em đến chào hai bác sĩ chúc hai bác sĩ ở lại mạnh giỏi tôi đứng dậy bắt tay anh sáu rồi nói tôi cũng chúc gia đình anh đi đường được bằng an may mắn và về tới nhà an toàn nhé vợ chồng anh sáu đi ra cô bích bước vào tôi hỏi đùa cô cũng tới chào tụi tôi đấy à dạ miệng cô hơi mỉm cười dáng điệu làm ra vẻ thản nhiên nhưng nét mặt có vẻ hơi xúc động đó cũng là phản ứng bình thường trong mọi cuộc chia tay cô nói tiếp hai bác sĩ ở lại mạnh giỏi nhé tôi nói cô đi đường cẩn thận chỉ nửa tiếng thôi, ra khỏi vùng này là an toàn rồi. Một giờ sau, cô lại có quyền thành thơi dạo phố Sài Gòn. Sướng nha! Cô gật đầu chào chúng tôi một lần nữa, rồi mang cái túi sách tay đi lên miệng hầm. Theo vợ chồng anh Sáu lên xe hồng đập tự ra bãi đáp. Một lát sau, tôi nghe thấy tiếng trực thăng từ đằng xa vọng lại. Càng ngày càng gần, rồi nửa tiếng sau, mọi sự lại yên tĩnh như cũ tôi biết trực thăng đã tới bốc mọi người đi rồi tôi mừng thầm trong lòng là không nghe thấy tiếng pháo kích nào cả như vậy mọi người đã được an toàn lên máy bay chỉ còn sợ quãng đường từ an lộc tới trơn thành thôi nhưng tôi nghĩ chắc không sao tôi nghe nói để tránh hỏa tiễn của địch bắn lên những máy bay trực thăng đều bay ở tầm rất thấp là là trên ngọn cây và vì vận tốc rất nhanh nên địch quân không thể nào quay súng cho kịp để nhắm bắn anh phúc chợt nói rồi bây giờ tới lượt tự mình anh tính bao giờ đi phép đây bây giờ tình thế cũng lắng dịu rồi chúng mình ế khách rảnh rang cũng nên đi phép về thăm nhà một chuyến vậy chuyến tới anh có muốn đi không Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Thưa anh đi trước đi, một tuần sau anh lên, tôi sẽ đi cũng đâu có muộn." Anh sang hầm chỉ huy nói với ông nhịt một tiếng, rồi làm giấy tờ sẵn sàng, khi nào có chuyến bay là về cho lẹ. "À vậy cũng được. Mấy ngày sau có chuyến bay." Anh Phúc đã được về phép một tuần. Trong hầm cứu thương bây giờ chỉ còn có tôi. Thượng sĩ Lý và binh nhất thiện. Không có việc gì làm, tôi tha hồ viết nhật ký, vừa để giết thì giờ, vừa để ghi lại những cảm nghĩ của tôi lúc bấy giờ. Bên bộ chỉ huy tiểu khu lại cho người sang hỏi tôi, đã lên đại úy thực thụ lâu chưa? Có huy chương nào không? Tôi nói đã lên thực thụ được 6 tháng rồi, huy chương thì cũng có một hay hai cái gì đó tôi biết trận chiến sắp kết thúc đây là lúc đơn vị trưởng lo đề nghị thăng cấp và ban thưởng huy chương cho những người xuất sắc những thứ này đối với tôi có cũng được mà không có cũng không sao điều đáng mừng nhất là tôi đã được may mắn sống sót không bị một vết thương nào công việc làm do muốn chu toàn bổn phận một cách tự giác nhìn lại những nỗi khổ của tôi trong trận này so với những người khác thật ra chẳng đáng là bao. Tổng kết ra, tôi đã mổ được 254 trường hợp đại giải phẫu. Chết mất 6 người ngay tại mặt trận. Số tử vong của những thương binh đã được di chuyển về các bệnh viện khác. Tôi không tài nào biết được. Bác sĩ Vũ Thế Hùng bên tiểu đoàn 5 quân y có đòi tôi báo cáo những trường hợp đã mổ từ đầu trận chiến tới giờ. Tôi không có được những danh sách đó vì cuốn sổ nghi thức giải phẫu đã để lại bệnh viện khi tôi di chuyển sang bộ chỉ huy tiểu khu. Và lại, nghi thức giải phẫu chỉ được ghi đàng hoàng trong tuần lễ đầu. Về sau, địch pháo dữ quá, mổ làm sao cho nhanh cho chóng xong rồi đi kiếm chỗ núp. Ai đâu mà còn nghĩ tới nghi thức giải phẫu làm gì nữa. Mổ xong, gắn được giấy chuyển thương với đầy đủ tên tuổi số quân và đơn vị trên người thương binh là quá đẹp rồi tôi chỉ ghi số ca mổ trong ngày rồi cộng lại thôi chứ không ghi rõ như thời bình do đó tôi chỉ biết được tổng số còn muốn đi vào chi tiết thì đành chịu tôi nghĩ đó cũng là một thiếu sót của tôi vì đã không giữ được danh sách các thương binh tôi đã mổ. Ngay tại mặt trận như vậy, thật tình mà nói, tôi thấy không có hứng thú để làm những chuyện như vậy. Trong khi cái chết lúc nào cũng lợn vợn bên mình, thì tôi còn cần gì nữa chứ? Đúng ra, phải có một thư ký lo về việc này. Đó là cô Trí. Nhưng chỉ sau đợt tấn công lần đầu các nhân viên dân sự đều bỏ bệnh viện đi di tản cùng với gia đình tôi có nhắc thượng sĩ lý tiếp tục làm nhưng chúng tôi làm việc mờ người ra xong việc lại còn tự mình đi lo cơm nước thì ai còn nghĩ tới phúc trình làm gì nữa chứ nên tôi cũng thông cảm và làm lơ cho thượng sĩ lý tôi đoán bác sĩ vũ thế hùng có thể hiểu lầm tôi có danh sách thương binh nhưng cố tình không báo cáo cho anh anh cho người sang đòi hai lần tôi đều nói không có tôi chỉ có con số thôi không có cơ hội trực tiếp nói chuyện với nhau nên tôi đã không có cách trình bày giải thích cho anh hùng hiểu tôi biết với nhiệm vụ y sĩ trưởng của sư đoàn anh vũ thế hùng phải báo cáo lên thượng cấp về tổng số thương binh đã được tiểu đoàn 5 quân y phối hợp với bệnh viện tiểu khu săn sóc. Tôi thấy anh chỉ cần báo cáo những gì anh có trong tay. Tức số thương binh được tiểu đoàn 5 quân y đã điều trị. Chẳng ai bới ra mọi chi tiết làm gì, rồi mọi chuyện cũng qua đi. Một buổi chiều, sau khi cơm nước xong, tôi sang bên hầm chỉ huy chơi xem có tin tức gì không đã tá nhật thấy tôi không mặc áo giáp, không đội nón sắt như thường lệ khi đi ra ngoài hầm. Ông có vẻ không bằng lòng, nói. Bác sĩ nên cẩn thận chứ, đi ra ngoài là phải mặc áo giáp, đội nón sắt đàng hoàng. Lỡ nó pháo bất tử, mình còn có cách che thân. Anh mà bị thương, ai sẽ mổ cho anh đây? Tôi biết ông nói rất đúng, nên chỉ biết trả lời. Tại đi vội quá, lần sau tôi sẽ không quên đâu đại tá nhật không muốn tôi ở trong tình trạng khó chịu lâu ông chuyển qua vấn đề khác hỏi tôi bác sĩ phúc đi phép chắc sắp về rồi phải có bác sĩ dạ chỉ đúng hai ngày nữa là đúng một tuần rồi đấy có thể tổng thống thiệu sẽ lên đây thăm mình đấy bác sĩ ráng chờ đi để tôi kiếm cái bảo quốc huân chương cho bác sĩ Cảm ơn đại tá. Tôi đâu có đánh đấm gì đâu mà mong được cái huân chương cao quý ấy. Đại tá Nhật lắc đầu nói. Đâu có phải cứ giết được địch nhiều mới có công Công việc bác sĩ làm tại chiến trường này ai cũng biết mà. Tụi cố vấn Mỹ ở quân đoàn đề cao bác sĩ lắm. Nhất là ông bác sĩ Rich. Không tiếc lời khen ngợi bác sĩ đấy. Dù sao, Binh sĩ biết ngay tại mặt trận mà vẫn có bác sĩ mổ cấp cứu được thì họ lên tinh thần lắm chứ. Bác sĩ biết mổ được bao nhiêu ca không? Dạ, thưa từ đầu trận đánh tới giờ có khoảng 250 ca, trong đó có 6 tử vong. Đại tá Nhật tính nhầm một lúc rồi gật đầu hài lòng và nói: "Như vậy số tử vong tương đối cũng thấp đấy nhỉ, chưa tới 3%." Đó cũng nhờ bị thương được mổ ngay, không phải đợi chờ lâu. Thương binh không bị mất máu nhiều, kích xúc được điều trị ngay. Vi trùng chưa có đủ thời gian nảy nở lâm độc. Đó là những yếu tố căn bản để làm giảm số tử vong của thương binh. Nói chuyện một lúc, tôi cáo từ đi về hầm của tôi. Vừa đi vừa ngẫm nghĩ những lời đại tá Nhật mới nói với tôi. Tôi đoán ông biết trong tuần này có chương trình để Tổng thống lên đây thị sát chiến trường An Lộc cùng ủy lão các anh em binh sĩ. Nhân cơ hội này, chắc chắn Tổng thống sẽ gắn huy chương ngay tại mặt trận cho những người được đơn vị trưởng đề cử. Cũng có người sẽ được thăng cấp đặc cách tại mặt trận vì những thành quả xuất sắc của họ. Tôi bước vào hầm, đi về căn phòng của tôi. Bây giờ căn phòng thật lặng lẽ, mọi khi có anh phúc tôi còn có người nói chuyện nay chỉ còn có một mình tôi thấy lẻ loi quá thổ bé tôi là đứa trẻ hay sợ ma lắm và nhất là sợ chuột nữa vậy mà mấy tháng nay sống gần đến mấy trăm xác chết tôi chẳng thấy có con ma nào cả tuy rằng trông thấy xác chết thì cũng ơn ớn có thể vì pháo dữ quá nên các hồn ma cũng sợ lình như chỗ khác chơi chăng tôi còn nhớ mấy tháng trước khi xảy ra trận chiến này ngủ trong phòng của tôi ở bệnh viện tiểu khu tôi hay bị bóng đè lắm cứ nằm xuống liên tiếp mấy đêm liền là bị một bóng đen đè dậy không nổi tôi có về kể lại cho ông diệm nghe thì ông diệm nói vậy để tôi cho bác sĩ mượn cái tượng ảnh chúa đã được ra làm phép để ngay đầu giường chỗ bác sĩ nằm chắc sẽ không bị nó quấy rầy nữa đâu tôi nghe lời đem tượng ảnh chúa treo ngay trên đầu giường nhưng vẫn bị bóng đè như thường tôi mang mấy củ tỏi để ngay đầu giường cũng chẳng ăn thua gì mỗi lần tôi nằm sấp xuống là bị bóng đè liền có lần tôi đang mơ mơ màng màng thì bị bóng đè nó còn lôi tôi ra khỏi giường vẫn ở trong cái thế nằm nó giữ tôi lơ lửng trên không một hồi rồi đặt tôi lại vào giường như cũ thế có láo không chứ nhưng mà tôi cũng chẳng sợ tôi không tin mấy là ma làm có thể vì ban ngày tôi làm việc mệt nhọc nên đêm đến cứ đặt mình xuống là bị ảo tưởng chăng có điều tôi hơi thắc mắc ảo tưởng gì mà cứ lặp đi lặp lại hoài liên tiếp cả tuần lễ vậy khi dọn sang hầm này tôi không còn bị bóng đè nữa nhưng hình như tôi lại bị ảo tưởng là trong hầm có chuột mặc dù tôi chưa thấy một con chuột nào cả vì sợ chuột nên lúc nào tôi cũng đề phòng bởi vậy thỉnh thoảng tôi lại có cảm giác có cái gì đụng đậy ở dưới chân hay dưới lưng khi đang ngủ Hai ngày sau, tôi đang nằm nghe radio theo dõi tin tức. Chợt nghe thấy tiếng hắng giọng quen thuộc của bác sĩ Phúc. Tôi nhỏm dậy thì đã thấy anh tay sách hai túi hành lý khá nặng bước vào cửa. Trông thấy anh, tôi mừng quá. Anh lên thật đúng lúc. Vắng anh có một tuần mà tôi thấy trống rỗng quá. Anh đi đường có gì nguy hiểm không? Hơi mệt thôi, cũng không có gì nguy hiểm lắm phi công bay rất thấp, là là sát ngọn cây nên cũng an toàn, không sợ bị trúng bắn. Thế ở đây mấy ngày nay có bị pháo kích không anh? Thì vẫn lai rai đấy mà. Vài trăm quả, nhưng không có quả nào vô bộ chỉ huy cả. Bà cụ và gia đình anh vẫn mạnh khỏe cả chứ. Anh Phúc lấy tay gạt mồ hôi trán rồi nói. Cảm ơn anh, má tôi vẫn mạnh. Gia đình thấy tôi về thì mừng lắm. Người về từ địa ngục mà lị. Lại... À, bà xã tôi có gửi biếu anh ít mè sừng ăn chơi cho đỡ buồn đây. Kẹo mè sừng Huế là thứ tôi thích ăn nhất. Kẹo có mè với đậu phộng, ăn vừa bùi lại vừa thơm. Trong lúc đói khổ, thiếu thốn như thế này mà lại có của quý đó, thì vui ít mấy. Tôi reo lên. Ồ, vậy thì tốt quá. Cảm ơn anh chị nhiều lắm nhé. Món này là thứ khoái khẩu nhất của tôi đấy. Chút nữa ăn cơm xong, tráng miệng thứ này với nước trà nóng thì tuyệt cú mèo. Anh về thấy Sài Gòn đã sao? Anh Phúc lắc đầu thở dài nói. Dân chúng vẫn tỉnh bơ như không. Thanh thiếu niên thì vẫn ăn chơi như cũ. Có ai biết An Lộc là cái quái gì đâu. Chỉ những người có thân nhân sống ở Bình Long mới có một chút suy nghĩ tới trận đánh này mà thôi. Thế à, anh có đi chơi đâu không? Anh Phúc lắc đầu đáp. Đâu có thì giờ anh. Về nhà được có hai ngày, tôi lại phải lên liên đoàn quân y họp, rồi lại tới bệnh viện để rút kinh nghiệm trận đánh này. Sửa soạn cho những trận sắp tới. Trong cuộc họp đó, họ đề cao anh quá có anh bác sĩ Trần Văn Tính, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 7 quân y ở Mỹ Tho ca ngợi anh hết lời đề nghị tuyên dương tinh thần phục vụ can đảm của anh. Tôi ngạc nhiên tự hỏi làm sao họ có thể biết được những việc làm của tôi một khi chúng tôi bị bao vây nội bất xuất ngoại bất nhập trong gần ba tháng trời. Tôi hỏi bác sĩ Phúc tôi lấy làm lạ sao họ biết được họ anh. Tôi nói đùa, chính tôi còn không biết nữa là ai khác. Anh Phúc nói, có gì đâu, họ hỏi những thương binh được anh mổ, săn sóc và những nhân viên của bệnh viện tàn cư xuống Bình Dương là biết hết chứ có khó gì đâu. Dù sao, đó cũng là điều tốt cho anh. Công việc mình làm hết sức mà được mọi người biết đến cũng đủ an ủi cho mình rồi. Và lại, anh đừng có quên phái đoàn cố vấn Mỹ đến thăm mấy tuần trước đấy. Chính những người Mỹ đó đã nói rất tốt về anh nên ông đại tá Lương Khánh Chí, liên đoàn trưởng liên đoàn 73 quân y mới biết và báo cho những người khác biết để như một công tác tuyên truyền khích lệ các đơn vị khác cố làm được như mình ở đây. Anh nói đúng. Ai ở trong trường hợp tôi cũng phải làm như vậy mà. Nhưng được thiên hạ hoan nghênh thì cũng thú vị lắm. Phải nói thật là như thế. Thôi, thì cũng bỏ công ăn gạo sấy hơn hai tháng trời. Anh Phúc chợt vỗ tay lên trán nói, Ơ, à, nhắc đến cơm gạo, tôi có mang lên xôi với con gà quay mua ở chợ cũ đây nè, để tôi dọn đồ một chút, rồi mình ăn kẹo nó hư thì uổng. Bà xã tôi còn nhét theo cả mấy ký gạo nữa, vì bà ấy cứ sợ mình ở trên này đói chị ấy chu đáo quá nhỉ có vợ như vậy cũng ấm lòng người chiến sĩ phải không anh tôi nói đùa với anh phúc anh mỉm cười gật đầu công nhận mặc dù vẫn than tôi đã bảo nhà tôi là tôi sắp đổi về sài gòn rồi không phải tiếp tế những thức ăn làm gì mang đi nặng lắm nhưng nhà tôi cứ ấn đại vào bao và nói Đâu có nặng gì đâu, trực thăng nó chở đi mà. Bà ấy đâu có biết. Từ bãi đáp vào đây, tôi phải khênh mấy thứ này, nặng muốn xỉu luôn. Thảo nào, tôi thấy anh mặt mày thất sắc vì phải mang những đồ đạc nặng nề như vậy. Tôi an ủi anh. Tội nghiệp anh phải mang quá nặng. Ở đây vẫn còn đầy dãy nguy hiểm. Mình phải gọn nhẹ để di chuyển cho nhanh chứ. Lỡ nó pháo bất tử thì sao? rút kinh nghiệm của anh tôi sẽ không đem theo gì hết tôi nghĩ nhiều lắm chừng một tháng nữa mình có quyền vi vút ở sài gòn rồi phải không anh đúng vậy tôi có hỏi ông đại tá lương khánh chí rằng chừng nào chúng tôi có người thay thế ông ấy nói chậm lắm là hai tháng nhanh là một tháng ông ta đang chọn người làm y sĩ trưởng thay thế tôi và mấy người nữa hình như đã có sẵn danh sách rồi tôi nghe ông ấy nói anh bác sĩ tên lê quang tín sẽ lên thay tôi anh có biết anh tín không có chứ tôi với nó thân nhau lắm mà nó sau tôi một lớp và cùng học lớp giải phẫu cấp cứu với tôi tay này được lắm nhé được cả về tính tình lẫn tay nghề nhưng lên đây cũng phí đi với khả năng của tín tôi thấy để hắn ở mấy bệnh viện lớn tốt hơn không hiểu sao nó lại thích lên đây nhỉ chắc anh chàng thích phiêu lưu hoặc bị hào quang của bác sĩ quý cám dỗ chứ gì hào quang gì anh tôi chỉ làm bổn phận thôi mà anh không biết chứ như tôi đã nói đấy ở liên đoàn họ thích anh lắm ai cũng đề cao anh anh sẽ là người hùng quân y đấy nhé thôi để người hùng hạ hồi phân giải bây giờ anh em mình làm bổn phận công dân tiêu thụ mấy món này đã rồi sẽ tính chắc anh phúc đi về hơi mệt nên tôi thấy anh ăn vài miếng rồi than no không tiếp tục nữa còn tôi thì nửa bịch cơm xoáy ăn hồi trưa bây giờ vẫn chưa tiêu hết nên chúng tôi ăn có vẻ uể oải không như tôi nghĩ sẽ làm hết chúng tôi thu dọn chiến trường trong một thời gian kỷ lục đúng là no bụng đói con mắt chúng tôi ngồi uống trà và thưởng thức mấy miếng kẹo mè sừng quả thực là thần tiên đã lâu lắm tôi không được nếm những thức ăn ngọt nên mấy miếng kẹo này đối với tôi lúc đó thật là tuyệt vời lại uống với trà nóng nữa mà tiếng nhà nghề gọi là hãm thì không còn gì thú vị hơn Tuy nhiên, tôi cũng không dám ăn nhiều vì sợ sẽ bị sôi ruột hoặc đi tiêu chảy. Đau bụng vì không dùng đường đã lâu rồi. Chúng tôi thu dọn nhanh giường của mình rồi anh Phúc nói. Ôi, hôm nay quá mệt. Thôi, tôi đi ngủ sớm. Đúng thế, tôi thấy nét mặt anh có vẻ bơ phờ hấp hát. Tôi nghĩ bụng về phép thăm nhà mà lại mệt hơn ở đây thì lạ nhỉ tôi uống nước trà chắc tối nay lại không ngủ được không sao đối với tôi không ngủ được chẳng làm tôi lo lắng tôi chỉ cần để óc làm việc một chút thì lại ngủ được ngay nhất là hiện nay nhàn nhã không phải như hồi xưa phải dậy sớm đi làm bây giờ nếu đêm không ngủ được sáng nào có mệt thì tôi vẫn có quyền ngủ nữa chẳng ai quấy rầy hết Chương 27 Về phép thăm nhà Ngày 6 tháng 7 năm 1972 Bây giờ đến lượt tôi được đi phép thăm nhà. Tôi nhanh chóng làm mọi giấy tờ cần thiết. Sửa soạn trong chớp mắt là xong. Tôi kêu tài xế xe hồng lập tự nhờ chở dùm tôi ra bãi đáp. Bây giờ hầu như hàng ngày đều có những chuyến bay trực thăng đi đi về về liên lạc giữa An Lộc và Lai Khê, hậu cứ của Sư đoàn 5. Nhân dịp này, tôi mang theo phần lớn đồ đạc của tôi, gần như dọn nhà, chất nên xe chip hồng thập tự, vẫn do tài xế mệnh lái. Thật ra thì cũng chẳng có gì nhiều. Một thùng sách vở, một cây đàn guitar Yamaha, hai vỏ đạn đại bác, còn cái ba lô tôi đeo vai là đủ. Kỳ này hành khách của chiếc trực thăng chỉ có 5 người. Mấy người kia cũng đi phép như tôi. Do đó tôi ngồi trên máy bay rất thoải mái. Đứng ở dưới đất nhìn lên trực thăng, thấy nó bay có vẻ chậm. Giống như khi ngồi trên trực thăng bay cao, ta cũng có cảm giác như vậy. Vì những cảnh ở dưới đường như không thay đổi nhanh như máy bay. Khi kết cánh xong, phi công cho trực thăng bay là là trên đầu ngọn cây để tránh hòa tiễn của địch tôi thấy tốc độ của nó cũng nhanh lắm chẳng trách là dù địch có muốn bắn cũng không trở tay kịp gần một giờ sau tôi đã an toàn tại hậu cứ sư đoàn năm ở lai khê tôi gặp thứ tá diệm ông đã được phái lên đây mấy ngày trước và cũng đang ở đó để lo việc tiếp vận cho tiểu khu bình long ông diệm bảo tôi chờ ông một chút vì ông đang bận nói chuyện với một ông trung tá thuộc sư đoàn 5. Sau đó, chúng tôi lên một xe jeep rồi thẳng đường về Sài Gòn. Rồi rừng cao su nơi tổng hành dinh của sư đoàn 5 đóng quân. Trong khoảnh khắc, tôi đã thấy hai bên đường toàn là ruộng lúa xanh tươi ngút ngàn. Trông rất vui mắt, rất thanh bình. Thật trái ngược hẳn với những cảnh hầm hố, xe tăng, bom đạn ở mặt trận chỉ trong một thời gian rất ngắn tôi đã đi từ địa ngục để trở về khung cảnh bình thường của người đời tôi mới nhận ra một điều rất lạ là không khí sao thơm tho ngọt ngào như thế lần đầu tiên trong đời tôi mới được cảm nhận thấy vị ngọt của không khí suốt gần ba tháng trời sống trong mùi hôi hám của mấy trăm xác chết của khói súng của không khí tù hãm trong hầm ngay cả khi về tới lai khê nhưng ở trong vườn cao su vẫn còn khói xăng và mùi quần áo nhà binh chỉ khi xe ra tới ngoài đường với hai bên là đồng lúa tôi mới cảm được vị của không khí hương của lúa của đồng nội và của thiên nhiên thật là sảng khoái thật là thiên đàng tôi hỏi ông diệm ông có thấy không khí ngọt chưa ông diệm gật đầu cười nói thấy chứ Tôi đang tính hỏi ông mà. Hít thở không khí này tỉnh cả người luôn. Sau trận này ông đã tính xin đổi đi đâu chưa? Tôi cũng chưa biết nữa. Nhưng chắc tôi xin về một bệnh viện nào đó khu Sài Gòn. Có thể là Tổng y viện Cộng hòa cho gần nhà. Ông biết nhà tôi chỉ có mình tôi là con trai thôi. Mấy năm nay xa nhà rồi. Bây giờ là dịp để tôi có thể được ở gần gia đình. Còn ông thì sao? để xem đã mình đã chịu khổ nhiều rồi bây giờ mình có quyền lựa chọn chứ tôi đợi xem chỗ nào ngon ngon cờ tới tay là phất liền nghe ông diệm nói tôi nghĩ thầm ông này khôn thật chợt một ý nghĩ thoáng qua trong đầu tôi liền hỏi còn ông nhật thì sao có thể ông ấy sẽ nắm một sư đoàn nào đó để mau lên tướng đó là đường đi của các ông ấy ông có tính đi với ông ấy không? Nghe, cũng còn tùy. Như tôi đã nói với ông, nếu có chỗ ngon thì đi, không thì mình binh đường khác. Nhưng gì thì gì, tôi chỉ ở vùng ba này thôi. Không đi đâu hết. Gia đình tôi ở Sài Gòn, các cháu đang đi học đâu vào đấy cả rồi. Nay mà dời đi xa thì lại xáo trộn tất cả tội cho chúng nó. Tôi chợt nhớ tới một thắc mắc từ lâu mà tôi vẫn để trong lòng chưa có dịp hỏi ai hết. Nay nhân tiện cùng ông Diệm về cùng đường. Vui câu chuyện tôi liền hỏi xem ông có thể cho tôi biết được thêm gì không để giải tỏa những thắc mắc của tôi. Này ông, tôi có vấn đề này muốn hỏi ông thử xem ông có chia sẻ được gì không nhé. chúng ta Diệm nhìn tôi rồi nói, ông cứ nói đi, tôi biết gì thì sẽ trả lời ông ngay. Này nhé, ông thấy trận này khá lớn phải không? Đúng, sao không? Quân mình cũng có tới cả sư đoàn chứ không ít phải không? Ông Diệm gật đầu, tôi nói tiếp. Tôi nghe radio, thấy họ so sánh trận này với trận điện biên phủ. Nhưng trong thâm tâm tôi, tôi lại thấy không có gì ghê gớm cả. Có lẽ tại vì tôi không ở trên tuyến đầu, nên không thấy những cảnh thịt nát xương rơi chăng hay là tại vì tôi không ở trong bộ chỉ huy nên không có một cái nhìn tổng quát của trận đánh mà chỉ nhìn trên một phạm vi nhỏ hẹp nên không thấy được mức độ to lớn của trận này đúng vậy thực ra ông chỉ nhìn được một mặt của trận này thôi ta phải nhìn trên một bình diện rộng lớn cả toàn tỉnh bình long những cuộc điều quân bố trí từ lộc ninh tới trơn thành mới thấy được sự nghiêm trọng của trận này. Ngay ở Lộc Ninh, Thi đoàn 1, rồi Trung đoàn 48, Trung đoàn 52 bị trận địa pháo vây khốn, rồi bị phục kích ra sao, nhất là ở cầu Cần Lê, quân mình bị thiệt hại ra sao. Còn khi tới An Lộc, đa số quân bao vây của địch đã bị B-52 loại bỏ rồi. Như ông đã thấy đấy, cũng không có gì gây cấn lắm. Nhưng tại mặt trận đồn điền quản lợi, mình cũng phải trả một giá khá đắt mới giữ vững được an lập đấy. Thực ra còn nhiều chi tiết ghê gớm nữa trong trận đánh này. Quân dù lên tiếp viện mình đã phải dùng những chiến thuật tốc chiến tốc thắng. Phải hy sinh, phải quyết tâm như thế nào mới bắt tay được với mình. Nếu không, mình đã bị tụi nó sơi tái rồi còn đâu. Thôi, dù sao mình vẫn còn may mắn còn được sống sót sau trận đánh kinh hoàng này là phúc đức 70 đời nhà mình rồi ông ạ à. đúng vậy nhưng tôi thấy có một điều gì đó hơi bất công ông nhỉ những người đã hy sinh đã nằm xuống chẳng bao lâu sẽ bị lãng quên những người may mắn sống sót sẽ được lên chức lên lon và được làm anh hùng ông diệm ngắt lời tôi đời là vậy ông ạ à. thôi cứ vui những cái mình có là được rồi ai có phận nấy nhờ chẳng nên thắc mắc làm gì vừa đi vừa nói chuyện chẳng bao lâu đã tới sài gòn tài xế rẽ vào ngã ba hàng xanh rồi theo sự chỉ dẫn của tôi đi theo đường chi lăng qua lăng ông qua nhà thương nguyễn văn học chẳng mấy chốc đã tới khu nhà tôi ở cư xá chi lăng ngay ngã tư võ di nguy phú nhuận Xe dừng trước cổng, tôi bấm chuông, mẹ tôi ra mở cổng. Thấy tôi, mẹ tôi mừng lắm. Nét mặt tươi cười rạng rỡ cả lên. Mẹ tôi thấy ông Diệm liền mời, mời ông vào nhà chơi xơi nước. Ông Diệm cũng đang mong về nhà ngay nên thoái thác, xin cụ cho để khi khác. Tôi vội về nhà ngay kẻo các cháu mong. Thế nào tôi về nhà tôi cũng đưa các cháu sang đây chào cụ thông cảm với ông Diệm, mẹ tôi không ép. Vậy thôi nhá, để ông về nhà cho sớm. Ông Diệm lên xe, bỏ tài xế vòng xe lại đi về nhà ông ở cư xá Trương Minh Giảng. Lúc mẹ tôi vừa mở cổng ra, hai con chó của tôi, con Bi và con Lu, chạy ra vẫy đuôi đón tôi. Chúng rít lên những tiếng vui mừng, tranh nhau quấn quýt bên chân tôi. Bi cao hơn, nó thuộc loại giống chó phú quốc có xoáy trên lưng hình thù như cái bình bông lông nó pha đen vàng xám giống như lông mấy con chó béc dê đôi khi tôi gọi nó là thằng bình còn con chó lukia thấp và dài trông cục mịch lông đen không nhảy cao được chỉ tới đầu gối tôi thôi cách này mấy tháng trời không gặp mặt tôi hai con chó vẫn còn nhớ đón chào một cách nhiệt tình như vậy. Mẹ tôi giúp mang mấy đồ đạc của tôi vào nhà. Tôi đặt hai cái vỏ đạn chiến lợi phẩm của tôi ở chỗ nhà để xe. Mẹ tôi cầm dùm cây đàn guitar vào nhà. Tôi khuân thùng sách và cái túi ba lô để dưới chân cầu thang. Tôi ngồi xuống cạnh cái bàn con trong nhà bếp. Mẹ tôi lúc này mới nhìn kỹ tôi hơn. Bà nói, sao con gầy thế? dạ tại ăn cơm sấy với thịt hộp không nhưng con vẫn thấy khỏe không sao cả tóc má cũng bạc đi nhiều đấy các em đi làm chưa về hả má ừ tụi nó 5 giờ chiều mới về tới nhà thấy anh về chắc tụi nó mừng lắm đấy mẹ tôi vừa nói vừa hỏi con có muốn uống nước chanh không tôi lắc đầu đáp cho con ly nước lạnh thôi con đang khát nước mẹ tôi đi ra mở tủ lạnh Đợt bà vui mừng nói: "May quá, còn bình cháo nước lạnh đây, đang khát mà uống nước này thì đỡ khát ngay." Vào mùa hè, mẹ tôi thường hay nấu cháo thật loãng, chắt lấy nước pha thêm chút xíu đường cho ngon miệng rồi để tủ lạnh làm nước uống trong ngày. Tôi thích món giải khát này lắm. Tôi đỡ lấy ly nước cháo trong tay của mẹ tôi, uống từng ngụm đầy ngon ngọt vô cùng uống tới đâu tôi tỉnh người tới đấy so với ly nước đá lạnh mà anh bạn đức cho tôi uống như hầm chỉ huy thì ly nước này còn ngon và mát hơn nhiều mẹ tôi ngồi nhìn tôi thưởng thức món nước cháo ướp lạnh nét mặt bà tươi vui tràn đầy hạnh phúc người mẹ nào mà chẳng vui mừng khi thấy con mình trở về từ địa ngục tôi uống hết ly nước mẹ tôi hỏi, con uống thêm ly nữa nhé. tôi vội trả lời, thưa con đủ rồi. ly nước cháo ngon quá nhưng không nên uống nhiều để từ từ đã. con sợ lâu ngày không uống dạ dày chưa quen sẽ gây đau bụng. vậy thôi, con lên lầu tắm rửa đi. mẹ sửa dọn làm cơm, nấu sôi cúng ông bà đã phù hộ cho con nhân thể cũng mừng con thoát nạn về đây được an toàn trước khi đi lên lầu tôi ra ngoài phòng khách đi xem một lượt những đồ vật quen thuộc trong nhà mọi thứ vẫn còn y nguyên như cũ chẳng có gì thay đổi phòng của tôi ở trên lầu cũng vậy tắm rửa xong tôi cảm thấy buồn ngủ vào phòng nhặt tờ báo lên coi chưa được một phút thì mắt tôi ríu lại những mệt mỏi từ mấy tháng nay bây giờ mới thấm nhất là sau một thời gian di chuyển hết trực thăng lại đi xe hơi về trên một quãng đường gần 100 cây số tôi đã thấm mệt và giấc ngủ đến với tôi nhanh chóng tôi ngủ một mạch tới chiều luôn chỉ tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng nói lao sao ở dưới nhà mở mắt ra tôi phải định thần một lúc mới nhận ra là mình đang ở nhà tại Sài Gòn, chứ không phải còn ở trong hầm cứu thương ở Bình Long. Tôi nghe tiếng em Minh tôi hỏi, Ủa, đồ đạc của ai đây má? Anh Quý về hả má? Ừ, của anh đó, anh mới về trưa nay, đang ngủ trên lầu. Tiếng em tuệ tôi nói, Vậy hả má? Thế là bà má mừng nhé. Tiếng em Nguyệt tôi xen vào, Bộ chị Tuệ không mừng sao? Mừng chứ, nhưng bà má mừng nhiều hơn. Con trai cưng của má đã về là bà yên chí rồi. Thế là bây giờ bà má hết rầu rĩ rồi nhé. Em tuệ tôi thường hay trêu má tôi nhất. Rồi tiếng chân chạy nhanh lên cầu thang. Tôi đã tỉnh ngủ hẳn, đứng dậy bước ra khỏi phòng. Tiếng mẹ tôi vọng từ dưới bếp. Này, chúng mày để yên cho anh ngủ. Không sao đâu má, để cho anh ấy dậy sửa soạn ăn cơm là vừa em tuệ tôi vừa đi vừa nói vậy thôi thế bà bộ mặt tươi vui như tết hiện ra ở đầu cầu thang vừa trông thấy tôi em tuệ tôi cao giọng anh ấy khỏe như vậy mà ở nhà bà má cứ lo lắng cho anh ấy hoài em minh tôi từ tốn hơn trông anh ấy gầy đi nhiều chứ nguyệt thì chỉ đứng mỉm cười thôi không nói gì trong nhà Nguyệt là người ít nói nhất. Thế rồi anh em chúng tôi lại rần rần chạy xuống bếp, ngồi ngay tại bàn ăn nhỏ cho tiện. Những câu hỏi lại được các em tôi thay phiên nhau, đặt ra liên miên bất tận. Má tôi sau cùng phải nói, Thôi, các con ngừng đi, dọn cơm ra ăn, không có anh đói rồi. Em tuệ tôi nói, Anh biết không, ở nhà, má lo cho anh ghê lắm. Đêm nào tụi em cũng nghe đài BBC nói Thấy nguy hiểm cho anh quá Có đêm má nằm mơ thấy anh bị Việt Cộng bắt trói Trong rừng cây cao su Quần áo trắng bê bết máu Sáng ra má kể chuyện Làm tụi em đứa nào đứa ấy Mặt mũi buồn so Sau má bèn lên coi ông thầy bói mù người làng Má vừa mở miệng ra hỏi ông về anh thì ông mù biết ngay là anh liền nói người con trai của bà năm nay hạn nặng lắm nhưng nhờ phúc đức ông bà để lại nên tuy vậy mà cũng không sao má lại hỏi về giấc mơ của má thì ông mù vẫn nói rằng không có đổ máu đâu tiền hung hậu kiết mà má nghe vậy cũng được yên lòng một tí nhưng ngày đêm vẫn cứ lo tôi vội ngắt lời hỏi thế ông mù còn nói gì nữa không không má chỉ cần hỏi xem anh có an toàn không mà thôi tôi cười nói tiếp nếu anh là ông mù thì sẽ đoán rộng ra là cuối năm anh sẽ được thăng cấp được huy chương thì mới gọi là đoán mò mà hay vì sau những trận chiến lớn như vậy ai mà sống sót được đều có thưởng cả à thôi để em kể tiếp cho anh nghe nhé một buổi sáng, bà Diệm tới nhà mình nói, có mấy bà bạn biết, nếu muốn liên lạc với Bình Long, thì phải vào ti bưu điện chợ lớn mới có đường dây. Bà ấy rủ em đi chung vì bà ấy không biết đường. Em phải đi dò hỏi biết bao thì giờ, hẹn lên hẹn xuống. Đợi cả nửa ngày mới tới phiên mình được nói chuyện với anh. Rốt cuộc, ông anh lại ít nói quá. Nói có mấy câu rồi cốc chẳng hỏi được gì nhiều tức quá thấy em tuệ tôi trách móc tôi cũng thông cảm chỉ còn nước ngồi cười trừ thôi tôi nói điều quan trọng nhất ở nhà muốn biết là anh có mạnh khỏe bình an không còn anh thì muốn biết ở nhà có sao không nếu mọi sự đều bình thường cả thì những chuyện lẻ tẻ khác đâu có gì đáng để nói đâu và lại cần phải ngắn gọn để cho người khác khỏi phải chờ lâu chứ. Đành đằng thế, nhưng cũng phải nói một vài câu cho bỏ công em chờ đợi. Chứ cụt lốn thì chán chết. Em mình tôi xen vào, chuyển câu chuyện sang đề tài khác. Thế kỳ này anh về được bao lâu? Được một tuần. Sau đó chừng một tháng, có người thay thế rồi, sẽ xin đổi về Sài Gòn luôn. Mẹ tôi nghe nói vậy mừng lắm. Bà vội hỏi, thế con đã biết được đổi với đâu không? Dạ con chưa biết, nhưng nếu muốn gần nhà thì chỉ có Tổng Y viện Cộng Hòa thôi. Nhưng ở đó thì làm việc cũng cực lắm. Ừ, gần nhà là được rồi, vất vả một chút cũng đâu có sao. Tôi cũng nghĩ vậy, cực đến mấy cũng không thể nào bằng những ngày tháng. Tôi làm việc trong trận chiến này hơn nữa về làm việc tại tổng y viện cộng hòa được coi như là một bệnh viện cấp cao nhất trong quân đội chắc sẽ có nhiều nhân tài có nhiều cơ hội để tôi học hỏi thêm có cực một tí cũng đâu có sao bữa cơm gia đình đoàn tụ tuy giản dị nhưng thật vui tôi ăn cơm rất ngon miệng xong xuôi chúng tôi đang ngồi ngoài phòng khách tiếp tục nói chuyện hết chuyện nhà đến chuyện họ hàng. Tôi hỏi thăm tin tức của anh Cương, con trai bác hai tôi, thì được biết anh hiện đóng ở con tôm ngành pháo binh. Ở trên đó cũng đang có áp lực nặng của địch. Ngoài ra mọi người khác trong họ đều bình an cả. Trước khi lên phòng, tôi không quên lấy ra cuốn phim tôi chụp ở Bình Long đưa cho em Tuệ. Tôi nhờ gửi đi Hawaii rửa vì tôi không tin mấy quán ảnh ở sài gòn sợ chưa rửa được hình màu dương bản các em tôi phải đi ngủ sớm để đến mai tiếp tục đi làm ngày hôm sau là ngày tôi đi chào họ hàng tôi ra thăm bác hai tôi cô chú tôi và ông anh trưởng tộc anh quyền con trai bác cả tôi người rất vui tính tất cả mọi người đều thích anh ấy chính anh là người đã dạy cho tôi chích thuốc chích thịt chích mạch dùng ngay thân thể anh để làm vật thử cho tôi thành ra khi tôi vào học y khoa tôi đã có kinh nghiệm trích đủ mọi thứ rồi gần chiều tôi trở về nhà vì không muốn mẹ tôi ở nhà một mình sợ bà buồn ăn cơm chiều xong chúng tôi ra phòng khách coi tivi đến tin chiến sự bình long những hình ảnh quen thuộc hiện lên. Tôi chợt chú ý khi sứ ngôn viên cho biết, Tổng thống Thiệu đang đi thăm viếng ủy lão các anh em chiến sĩ tử thủ ở An Lộc. Hình ảnh Tổng thống Thiệu đứng giữa các anh chiến sĩ, đằng sau là một xe tăng của địch bị bắn hạ. Nhiều người leo lên cả xe tăng. Tổng thống Thiệu tươi cười sau khi xuất khẩu đọc một bài diễn văn ngắn, ca tụng sự chiến đấu anh dũng của toàn thể quân dân các cấp tại mặt trận bình long tổng thống tuyên bố tất cả quân nhân tham chiến tại mặt trận bình long đều được đặc cách thăng lên một cấp vì có công giữ vững được bình long qua bao đợt tấn công của địch quân với quân số gấp ba lần tổng thống tặng cho danh hiệu bình long anh dũng những ngày sau tôi chỉ quanh quẩn ở nhà với mẹ tôi không muốn đi đâu cả Tôi biết mẹ tôi đã lo lắng cho tôi quá nhiều. Nay tôi thoát hiểm về thăm nhà. Tôi muốn dành nhiều thời giờ với mẹ tôi cho bà được vui. Thực ra tôi cũng chẳng thích đi chơi nếu không có gia đình cùng đi. Tôi có nhiều sách báo chuyện ở nhà, tha hồ đọc, mà chẳng thấy buồn chán chi cả. Thấm thoát đã hết một tuần phép. Đến ngày tôi trở lại Bình Long, ông Diệm cho xe tới đón tôi lên Lai like Khê rồi từ đó đi trực thăng trở vào An Lộc. Tới nơi, vào khoảng 3 giờ chiều, xuống máy bay tôi đã thấy có xe hồng lập tự ra đón. Thì ra ông Diệm đã liên lạc với bộ chỉ huy sau khi rời Lai Khê, cho biết ngày giờ tôi lên nên mọi sự mới được ăn khớp như vậy. Bước trên từng bậc thang xuống hầm, tôi đi qua phòng mổ tới phòng tôi. Vừa bước vào đã thấy anh phúc nằm ngước mắt lên nhìn trần nhà như đang nghĩ ngợi điều gì tôi chắc đàn anh tôi lại nhớ tới vợ thôi chứ chẳng có việc gì khác nghe thấy tiếng động anh phúc nhìn ra thấy tôi anh vội nhổm dậy nói anh thật hên đó ở Sài Gòn anh có nghe tin gì không tôi ngơ ngác hỏi không mà chuyện gì vậy anh anh phúc thở ra nói mới ngày hôm qua đi nè một phái đoàn cố vấn Mỹ tới thăm, vừa ra khỏi trực tăng di chuyển về bộ chỉ huy tiểu khu, thì bị một trái 75 ly của Việt Cộng bắn trúng, làm một thông dịch viên và hai sĩ quan Mỹ chết ngay tại chỗ đấy. Một thiếu tá Mỹ bị gãy tay, còn ông thiếu tướng Thorman bị thương trầm trọng mang vào hầm này cấp cứu. Nhưng người Mỹ này nặng lắm, mang được vào hầm rất là khó khăn vất vả lắm mới khiêng được vào để trên bàn mổ. Nhưng vết thương nặng quá, không thể làm gì được. Chỉ băng bó xong, chuyển nước biển rồi có ngay trực thăng trở về Long Bình. Thật là náo loạn cả lên. Khẩn trương vô cùng. Lúc đó chỉ có mình tôi lo đủ mọi thứ. Nếu có anh thì đỡ cho tôi hơn. Anh hên thật đấy. Đỡ phải chịu những cảnh giật gân khổ sở như vậy. Anh biết không? Khi phái đoàn bị trúng đạn, nằm la liệt ở ngoài bãi đáp. Họ gọi xe hồng lập tự cùng bác sĩ đem đồ tới cấp cứu, rồi chở những người bị thương về đây. Chỉ có mình tôi chỉ huy mấy tay y tá, mà tới năm sáu người vừa chết vừa bị thương, lại còn sợ chúng pháo nữa vì ở ngay khu trống trại. Địch quân ở trên đồi gió trông xuống rõ mồn một. Thật là khủng khiếp. Tới lúc máy bay trực thăng tàn thương tới, Bốc hết nạn nhân y xong tôi mới hoàn hồn Thân thể rã rời Mệt mỏi lạ lùng luôn Tôi thấy tôi may mắn thật Tôi đã không phải chịu cảnh kinh hoàng đó Mà cũng tội cho anh Phúc Phải ra tay nhận lãnh Một số thương binh nhiều hơn là y tá của mình Đồng thời Anh lại không phải là bác sĩ giải phẫu Cấp cứu Nên điều hợp những việc này Thật ngoài tầm tay của anh nhất là người bị thương lại là một sĩ quan cao cấp của Mỹ. Tôi an ủi anh. Rồi cũng xong phải không anh? Định mệnh đã an bài. Khi Tổng thống thiệu đến đây sao êm? Không có một trái pháo nào vậy. Tôi cũng thấy lạ. Ông Tổng thống hên thật. Còn ông tướng Mỹ này thì lại xui cùng mình. Thế đại tá Nhật có sao không anh? Mạng ông ấy lớn lắm. Không hiểu sao hôm ấy, ông không ra đón. Thường thường có tướng tới thăm, ông tỉnh trưởng hay thân hành ra đón lắm. Nếu ông Nhật mà ra bãi đáp là lãnh thẹo rồi, đúng là con người có số mạng. À, mà anh về kỳ này, có nghe tin tức gì mới không? Dạ không, tôi về cũng chỉ ở nhà thôi, chứ đâu có đi đâu. Nên không biết gì hơn anh ở đây. Nhưng... Dù sao tôi thấy chúng mình cũng sắp sửa được đổi đi chỗ khác rồi. Kính thưa quý vị, quý vị vừa nghe xong tập 6 của Nhật ký An Lộc. Xin hẹn quý vị ở tập 7 kế tiếp và cũng là tập cuối cùng.